Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cả nhà có thể cùng thảo hoa thả tim nha. Thì video vừa rồi là do một phóng viên của hành trình ạ đã thu thập từ đã thu thập cùng với các thầy cô trường tiểu học Phùng Diễn. Thì em có thể mời phóng viên có thể lên chia sẻ và giao lưu cùng với các thầy cô được không ạ? Dạ. Thế là
phóng Cảm viên ơn của ban hành tổ chức trình ạ. sẵn sàng chưa ạ? Cảm ơn ban tổ chức ạ. Xin chào tất cả các thầy cô. Em xin tự giới thiệu, em là Thỏ Hồng, phóng viên đa vũ trụ, và ngày hôm nay thì em đã lang thang trên khắp mọi miền Tổ quốc, ở mọi không gian và thời gian để sưu tập được những cái chất liệu rất là tươi mới, những cái quả ngọt, cỏ đỏ của chúng ta trong ngày hôm nay. Ủa, ai nhận ra cô nàng vậy không phải đâu ạ. Em là phóng viên đa vũ trụ và vừa rồi thì chúng ta đã được chào đón một cái quả ngọt của trường tiểu học Phú Diễn rồi đúng không ạ? Chúng ta cùng nở hoa cho trường Phú Diễn được không ạ? Dạ, nở hoa thả tim cho trường Phú Diễn ạ. Rất dễ thương đúng không ạ? Như chúng ta đã biết là trải qua một hành trình chúng ta sắp đi hết một tháng rồi và chẳng có mấy thời gian nữa đâu chúng ta sẽ phải xa nhau. Và tuần này giống như là chúng ta bắt đầu thu gặt những cái quả ngọt của mình ạ. Rất rất là nhiều sản phẩm. Dạ, chính vì thế ngày hôm nay có bão quà, siêu quà, quà siêu to khổng lồ dành cho tất cả các thầy cô. Vừa rồi chúng ta đã tới miền Bắc rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ trở về với miền Trung thân yêu và chúng ta sẽ cùng xem một sản phẩm, một quả đỏ được trồng ở nơi miền Trung ha. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Lúc nào em cũng có quả. Ấy, không phải, em là phóng viên đa vũ trụ. Rồi, nếu như sẵn sàng rồi, cả nhà cười thật tươi giúp em được không ạ? Dạ, nếu sẵn sàng cười thật tươi để chúng ta cùng chào đón món quà từ miền Trung thân yêu. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem sản phẩm đến từ miền Trung ha. Vào rừng để học có bài tập sớm sớm khuya khuya. Ơi thầy cô em như bao khó nhọc, giáo án giáo trình soạn cả đêm ngày. Mỗi tiếng dạy là phải bao tâm sức, đi với hành trình bao hàm đã hy sinh. Thần sáu gương này là để trẻ noi theo, xuống trẻ đi sâu vào văn hóa độc yêu, độc sạch nguyện toàn thân tâm trí. Công chữ lên non, công chữ lên non, sẽ vô số điều trẻ hồng đường tư sách, những con người vĩ đại đã trao truyền. Vòng hoa đồng về trao niềm tin rừng xa, xa non thơ. Chúng sướng đưa văn hóa đồng đến với miền non cao. Từ xưa em đây chăm chỉ đến người nhân gọi thầy cô vào rừng để học có bài tập sớm sớm khuya khuya.
chim con cá đêm ngày. Nổi tiếng dày là phải bao tâm sinh, đi với hành trình bao hàm cả hy sinh. Chúng ta làm sao dù buồn, thân sáu hương này là để trẻ nói theo, xuân trẻ đi sâu vào văn hóa độc yêu, độc tật luyện rèn thân tâm trí. Công chữ lên non, công chữ lên non, sẽ vừa có điều trẻ không đường tư sách những con người vì đời đã trao truyền văn hóa đồng về trao niềm tin rừng sớm đoàn quang. Còn tiếc gì mà không nở thật là nhiều hoa, thật nhiều tim cho miền Trung thương nhớ của chúng ta. Và báo cáo các thầy cô, ngay tối ngày mai phóng viên sẽ đắp chuyến xe, phóng một tia lửa đạn như máy bay trực tiếp có mặt tại miền Trung để cập nhật thêm rất là nhiều những cái sự kiện sẽ diễn ra ở miền Trung. Và cả nhà hãy cùng chờ đón trong những lần sau ha. Và trước khi đó thì phóng viên cũng sẽ đã tới miền Nam ạ. Chúng ta đã đi qua Bắc Trung Nam. Và phóng viên của chúng ta cũng đã có mặt tại miền Nam, tại Đồng Nai thân yêu. Và chúng ta cùng chào đón miền Nam ha. Rồi, vừa rồi là một bài hát rất là dễ thương, rất nhiều hoa, rất nhiều tim dành cho miền Trung thương nhớ. Và bài hát rất dễ thương đúng không ạ? Ơi, thầy ơi, ta ơi, chúng ta làm giáo dục. Một bài hát dễ thương quá, chúng ta có thể cùng lưu những cái bài hát này lại ha. Rồi, bây giờ là về với miền Nam nào. Các thầy cô đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng đáp chuyến xe về miền Nam thân yêu, xem miền Nam có gì nào. Rồi, một sản phẩm đến từ miền Nam. Đây, em sẽ mở cho cả nhà cùng nghe ha. Kế hoạch văn hóa đọc vùng cao, mục tiêu đã rõ, sát sao thực hành. La bàn xê lỉ đắp thành, mình cùng về đích hành trình mau mau. Tôi xin cam kết thực hiện theo kế hoạch xây dựng văn hóa đọc tại gia đình. Sau khi tham gia hành trình văn hóa đọc thì em thấy để tạo được cái văn hóa đọc tại tổ doanh nghiệp tổ chức thì có lẽ là sẽ là một hành trình rất là khó khăn và lâu dài hơn tại một trường học. Thì em cũng xin cam kết là sẽ cố gắng làm được cái việc triển khai văn hóa đọc tại doanh nghiệp của mình. Các kế hoạch về triển khai văn hóa đọc năm 2023 thì cũng đã xây dựng và sẽ cố gắng để thực hiện được trong năm 2023. Em cảm ơn, rất là vui và rất là cảm thấy may mắn khi được tham gia hành trình này cùng với cả nhà mình. Tôi Lê Thị Hoa xác quyết tham gia hành trình xây dựng văn hóa đọc gia đình và tại học viện. Xin cảm kết. Em biết ơn văn hóa đọc vùng cao đã tiếp thêm cho em sức mạnh. Em biết ơn các thành viên của nhà bài 6 luôn tích cực và cởi mở trong quá trình học tập và sẽ là những người bạn đồng hành dài lâu. Dù chỉ là một đống lửa nhỏ, em cũng xin phải hết mình để lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng. Em xin hết ạ. Kế hoạch văn hóa đọc vùng cao, mục tiêu đã rõ, sát sao thực hành. La bàn xê lỉ đắp thành, mình cùng về đích hành trình mau mau. Xin chào cả nhà hành trình văn hóa đọc vùng cao, mình tên là Ước Thành Văn.
công việc của mình là tài xế. Trong thời gian tham gia hành trình, mình cảm thấy rất bổ ích và ý nghĩa. Mình cam kết sẽ xây dựng mô hình văn hóa đọc tại nhà và lan tỏa những điều tốt đến mọi người. Cảm ơn ngôi nhà 76, cảm ơn các thành viên đã giúp tôi trong thời gian qua. Biết ơn mọi người nhiều. Biết ơn nhà 76 luôn sát cánh bên nhau, nâng đỡ nhau rèn luyện văn hóa đọc vùng cao. Tôi quê Diêm bé nhỏ, cam kết cháy hết mình, nâng các con cùng bước vun bồi đức trí tâm. Hello, Thái. Con đang làm gì đó? Con đang vẽ câu chuyện ớt xanh và ớt xanh. Tôi Phan Thị Tố Cẩm, nhà 76, xin cam kết thực hiện văn hóa đọc đối với chính mình và lan tỏa đến các bạn nhỏ sống quanh mình. Xin cảm ơn toàn thể các anh chị em trong nhà 76 và hành trình văn hóa đọc vùng cao năm 2022-2023. Biết ơn thật nhiều. Xin cam kết. Đến với chương trình cũng là một nhân duyên. Em xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các anh chị thủ lĩnh, cảm ơn các anh chị cộng sự và các anh chị phụ sự đã giúp em hoàn thành tốt các mục tiêu mà mình đã đề ra. Và em xin cố gắng và xin hứa sẽ đưa phong trào đọc của trường mình ngày một đi lên. Rồi, lại một tràng pháo tim nữa dành cho miền Nam thân yêu ạ. Chúng ta vừa tới đã cùng trải qua những cung bậc cảm xúc của ba miền Bắc Trung Nam, từ đầu cầu Hà Nội của miền Bắc rồi đến miền Trung thân yêu. Ủa, mà chúng ta cũng về với miền Nam nữa ạ. Và các thầy cô giáo biết không, cảm xúc luôn luôn được dâng tràng, và những ngày mà thu về quả ngọt là những ngày mà ban tổ chức cũng như ban phụng sự thức thâu đêm để gặt hái những quả ngọt của các thầy cô. Và những quả ngọt đó không chỉ là dành cho các thầy cô nữa đâu ạ, mà của những thế hệ măng non của chúng ta nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với phóng viên đi tới những cái sản phẩm của thế hệ măng non của chúng ta ha. Ở đây ạ, vì rất là nhiều nên chúng ta xem xương xương thôi ha. Xem xương xương thôi, ai mà muốn xem chi tiết thì có thể cập nhật trên bảng tin ạ. Dạ, một trong những hoạt động sáng tạo với sách là những bài tập mà ban tổ chức giao cho, thì học sinh của chúng ta đã trang trí lại những bìa sách rất là dễ thương ạ. Những bìa sách rất là dễ thương chúng ta nhìn thấy trên màn hình đúng không ạ? Đó, và chúng ta luôn luôn bất ngờ từ những sự sáng tạo và những sản phẩm thay đổi mới của các học sinh của chúng ta. Và ngoài ra, thầy cô của chúng ta cũng là người mà mang cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ nữa. Và đây là một bức hình mà em vô cùng ấn tượng khi mà đọc bài tập về vẽ chân dung ạ. Dạ, có một bài tập rất thú vị tuần vừa rồi đúng không các thầy cô? Bài tập đề ra là vẽ chân dung người mà bạn ấn tượng nhất. Mà em không có thấy thầy cô nào vẽ chân của cô Dung hết á. Không thấy thầy cô nào vẽ chân của cô Dung hết cả. Mà chúng ta vẽ chân dung những người đồng đội thân yêu của chúng ta đúng không ạ? Và đây là một hình ảnh vô cùng ấn tượng, em muốn chia sẻ cho các thầy cô cùng xem. Dạ, các thầy cô thấy rồi đúng không ạ? Một hình ảnh mà nó toát lên được hết tất cả những gì mà chúng ta có trong hành trình này. Hình ảnh của một cô giáo cần mẫn bên trang giáo án, thức trắng đêm khuya. Hình ảnh của một cô giáo dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục. Và hình ảnh của một cô giáo đã để lại cho chúng ta những cái sự lắng đọng và để lại cho chúng ta thêm rất nhiều nhiệt huyết. Và em tin chắc rằng là mỗi thầy cô giáo có mặt ngày hôm nay đã thắp được cho mình cái ngọn đuốc trong hành trình văn hóa đọc và luôn luôn cố gắng trong sự nghiệp chồng người của mình. Các thầy cô có tin vào mình như thế không ạ? Nếu tin của mình như thế thì chúng ta có thể thả một trái tim cho chính mình ạ. Thả một trái tim cho chính mình để cùng với cái nguồn năng lượng chúng ta đang có ở đây. Dạ.
và rất nhiều hình ảnh dễ thương nữa mà chúng ta muốn xem thì có thể xem trên group Facebook đọc bài của nhà chúng ta ha. Rồi, rất nhiều trái tim đã được thả. Cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Và hy vọng rằng là chúng ta luôn luôn giữ được cái nhiệt huyết đó trong sự nghiệp chồng người của mình. Quay trở lại với chương trình thì phóng viên được biết tuần trước vào tối thứ tư chúng ta đã có một tiết học cách xây dựng giờ tập hạnh phúc. Và trong buổi ngày hôm đó chúng ta còn nhớ đâu là điều mà chúng ta ấn tượng nhất trong buổi học ngày hôm đó không ạ? Các thầy cô giáo hãy cùng ghi xuống điều mà chúng ta ấn tượng nhất trong buổi học tối thứ tư tuần trước về giờ tập hạnh phúc ha. Dạ, xin mời các thầy cô ạ. Comment xuống điều mà mình ấn tượng nhất. Ai thò bé cũng đã từng ước bước sau này mình lớn sẽ chung ra làm sao sống thế nào. Tôi ngày xưa cũng đã từng ước sau này mình lớn sẽ đi muôn nơi khắp phương trời. Rồi cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa, người ước mơ giờ đã chắp cánh, người xót ước mơ. Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ buông tay và tiêu tưới lên cao vời, đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng râm chờ che các con đường. Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại những hành trang ở đây thế giới. Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mình cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy. Chỉ còn mong ước đôi tay nhỏ bé này sẽ mang tin yêu với hy vọng. Và cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa, người ước mơ giờ đã chắp cánh, người sắp ước mơ. Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ buông tay và tiêu tưới lên cao vời, đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng râm chờ che cả con đường. Ai sẽ cùng bước qua cuộc đời để lại những hành trang ở đây thế giới. Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy. Dạ rồi, rất là nhiều những comment, điều mà chúng ta ấn tượng sau buổi học đó. Và những điều chúng ta ấn tượng đó cũng đã được áp dụng vào trong chính hành trình của chúng ta. Bằng chứng là những thứ mà phóng viên vừa thu nạp được đúng không ạ? Và còn rất rất nhiều điều nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với một chủ đề siêu hot hơn nữa để đưa tất cả các thầy cô trở về với tuổi thơ bên những trò chơi thú vị. Và các thầy cô đã sẵn sàng đến với buổi học ngày hôm nay chưa ạ? Chúng ta sẵn sàng bằng cách hiện diện ha. Phóng viên sẽ được mời ra khỏi trường quay ngày hôm nay, quay trở về với giảng viên chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ, chúng ta sẵn sàng bằng cách hiện diện chứ không cần comment ạ. Sẵn sàng bằng cách hiện diện, chúng ta mở camera, có mặt trọn vẹn cho nhau. Mà nếu được thì chúng ta có thể tắt background phía sau luôn ạ. Vì những trò chơi này chúng ta sẽ được chơi nhiều, tương tác nhiều, hoạt động nhiều, nên cái background có thể hơi vướng víu.
Dạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô, chúng ta đã hiện diện rồi đúng không ạ? Và xin mời phóng viên ra khỏi trường quay. Xin chào tất cả các thầy cô, em đã quay trở lại. Và ngày hôm nay thì không có một cô giáo nào ở đây cả. Ở đây có một bé Na 3 tuổi và cùng với tất cả các thầy cô chơi những trò chơi. Các thầy cô có sẵn sàng không ạ? Dạ, sẵn sàng thì cười tươi giúp em ạ. Vâng, cười rất tươi. Rồi, ngày hôm nay thì em còn có thêm một người bạn đồng hành là bé Mẫn nữa cơ. Nhưng mà một lát nữa chúng ta sẽ được gặp bé Mẫn. Và trước khi gặp bé Mẫn thì chúng ta sẽ gặp bé Na trước ha. Rồi, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Và chúng ta sẽ đến với hành trình ngày hôm nay, trở về tuổi thơ với những trò chơi vô cùng thú vị. Và những trò chơi này chỉ có thể thực hiện và mang về cho chúng ta được món quà hay không nếu như có sự hiện diện của các thầy cô. Nên là ai còn chưa có mặt ở đây thì chúng ta mau chóng trở về và hiện diện cho nhau ha. Dạ, xin mời cả lớp dành cho bé Na món quà là sự hiện diện ạ. Chủ đề mà chúng ta chia sẻ với nhau trong ngày hôm nay là những hoạt động tương tác với học sinh trong nhà trường. Rồi, và trước khi mà vào những hoạt động đó thì chúng ta cùng check in cảm xúc nha. Vừa rồi thì chúng ta được đi qua những cung bậc cảm xúc của cả ba miền Bắc Trung Nam, được xem những thành quả của học sinh của mình nữa, thì cảm xúc của các thầy cô ngay thời điểm hiện tại như thế nào ạ? Có thể comment xuống và thể hiện trên chính gương mặt của mình cảm xúc đó ạ. Dạ, cùng comment xuống một số bất kỳ và thể hiện trên chính gương mặt của mình cảm xúc đó. Một, hai, ba, rất nhiều. Vui mà lại không chơi thì buồn lắm đấy ạ. Thầy cô vui mà lát nữa thầy cô không chơi là mặt em kiểu như này. Ủa alo. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Chúng ta vào ha, chơi luôn ha. Một trò chơi đầu tiên, trò chơi rất quen thuộc với giờ đọc hạnh phúc mà cô Na thường sử dụng. Đó chính là trò chơi chọn hình và thực hiện bằng cách lật ô số. Và ai sẽ là người may mắn đầu tiên tham gia trò chơi này? Em sẽ gọi bất kỳ. À, chúng ta lấy tinh thần xung phong đi. Thế cô nào sẵn sàng chơi đầu tiên? Rồi, xin chào bạn Dung 6 tuổi. Mời bạn Dung chọn ngẫu nhiên một ô số ạ. Xin chào các thầy cô giáo. Xin chào bạn Na 3 tuổi. Mình xin chọn ô số 5. Ơi, cảm ơn bạn Dung. Chúng ta sẽ cùng xem nha. Và mỗi một ô số được thể hiện ra, chúng ta hãy cùng với ô số mà chỉ dành riêng cho thành viên đó thì để thành viên đó thực hiện. Mà ô số nào yêu cầu tất cả các lớp chúng ta cùng thực hiện thì chúng ta thực hiện ha. Rồi, ô số thứ 5. 1, 2, 3. Ta-da. Xin mời bạn Dung nói 3 điều về mình ạ. 3 điều để nói về bạn Dung 6 tuổi đó là hồn nhiên, ngây thơ và hiếu động ạ. Cảm ơn bạn Dung. Nở hoa cho bạn Dung ạ. Rất dễ thương. Xin mời bạn Dung 6 tuổi có thể chọn giúp mình một bạn ngẫu nhiên trên màn hình được không ạ? Dạ vâng ạ. Mình xin mời bạn N33536, bạn Xuyến ạ. Dạ, cảm ơn bạn Dung. Xin mời bạn Xuyến xuất hiện ạ. Bạn Xuyến có thể ấn nút right hand lên ha. Này bạn Xuyến ơi, này bạn Xuyến ơi, bạn Xuyến ở đâu? Bạn Hằng mà nghe nhỏ thì có thể là do mic của bạn Hằng đang, cái loa của bạn Hằng đang để nhỏ đấy ạ. Dạ, bạn Dung ơi, bạn Xuyến chưa xuất hiện ở đây, bạn Dung có thể mời một bạn khác được không ạ? Dạ, không có ai mở mic cho bạn Dung rồi, xin mời bạn Dung mở mic lại. Dạ vâng ạ, cảm ơn ban tổ chức. Bạn Dung xin chọn bạn miền Bắc, An Thư ạ. À, cảm ơn bạn Dung. Xin mời bạn An Thư. Bạn An Thư ấn nút right hand và hiện diện ha. Này bạn Thư ơi, dạ, này bạn Thư. Xin chào bé Na 3 tuổi. Rồi, cảm ơn bạn Thư. Xin mời bạn Thư chọn một ô số ạ. Dạ, bé Thư xin chọn số 2 ạ.
Cảm ơn bé Thư, chúng ta cùng xem số 2 ha. Ta-da, xin mời bé Thư giả tiếng của 5 con vật. Meo meo, gâu gâu, ủn ỉn, ộp ộp. Khoan, không có con nào kêu là ủn ỉn cả bé Thư ơi. Khịt khịt, khịt khụt, khụt khịt. Một con nữa. Cục tắc, cục tắc. Tắc, cục tắc. Xong rồi ạ. Nhà máy, sắp đi để. Rồi, cảm ơn bé Thư rất nhiều. Nở hoa cho bé Thư ạ. Rồi, xin mời bé Thư chọn một bé khác ở trong lớp học của chúng ta. Dạ. Em xin chọn... chị La Thị Thành ạ. Không biết chị La Thị Thành có đây không ạ? À, bé La Thị Thành ạ. Dạ, xin mời bé La Thị Thành. Bé Thành ơi! Bé Thành có thể la lên được không ạ? Dạ, bé Thành chưa thấy. Vừa rồi thì thấy bé Thủy có giơ tay á. Bé Thư có thể mời bé Thủy ạ. Dạ, vậy thì bé Thư xin mời bé Thủy ạ. Dạ, cảm ơn bé Thư. Xin mời bé Thủy. Bạn Thủy ạ. Bạn Thủy xin bạn chào Thủy. Anh Thư. Dạ, xin mời bạn Thủy. Bạn Thủy xin chọn số 4. Dạ vâng, chúng ta cùng xem số 4 ha. Ồ, cả lớp ngay lập tức biến mất khỏi màn hình trong vòng 1 phút. Xin mời các bạn. Ngay lập tức biến mất khỏi màn hình trong vòng 1 phút. Ôi, về thôi, các đồng chí ơi, về thôi. Đó, niềm cô đơn của người trưởng thành là khi đi trốn không ai đi tìm cả, không ai đi tìm về ha. Rồi, cảm ơn cả lớp, về thôi. Nhưng mà các đồng chí chúng ta quay trở lại và chơi những trò chơi. Rồi, cảm ơn bé Thùy rất nhiều. Xin mời bé Thùy lại tiếp tục mời một bạn khác trên màn hình để chọn đâu số ạ. Số 7. Các thì xin mời bạn Phạm Thị Hà, N24. À, cảm ơn bé Thùy. Xin mời bạn Phạm Thị Hà. Rồi. Các bé ơi, quay trở về thôi nha, không có ai đi tìm đâu ạ. Em xin chào cô và chào các bạn ở trong lớp học ạ. Xin mời bạn Hà chọn một ô số ạ. Em sẽ chọn ô số 1 ạ. Vâng, cảm ơn bé Hà, chúng ta cùng chọn ô số 1 ha. Ta-da! Xin mời các bạn hãy tìm những đồ vật có màu đỏ. Rồi, cả lớp chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm những đồ vật có màu đỏ. Màu đỏ. Đồ vật có màu đỏ. Cái gì ạ? Em có bình nước màu đỏ ạ. Dạ, vâng, ai có rồi giơ lên nha. Em có bình nước màu đỏ. Cái bao đỏ. Thẻ nhân cậu. Em có quyển sổ màu đỏ ạ. Quyển sổ màu đỏ. Còn gì nữa không ạ? Bình nước màu đỏ ạ. Bình nước màu đỏ. Em có cái cặp bơm màu đỏ, quyển lịch màu đỏ ạ. Cái bơm màu đỏ, quyển lịch màu đỏ, rất nhiều thứ. Còn ai chưa có thì lùng sục. Dạ, lùng sục hết cả căn phòng của mình lên nha. Màu đỏ. Màu đỏ ạ. Em có thiệp mời màu đỏ.
có cả chai tương ớt nữa. Em đánh răng thiệp mời, tấm thiệp mời trên bàn. Hợp tiêu, hợp tiêu. Hợp tiêu, hợp tiêu. Hợp tiêu cái màu đỏ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta tạm thời tắt mic ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin mời bé Hà sẽ chọn một bạn tiếp theo để cùng chọn ô số ạ. À, để mở mic lại cho bạn Hà. Sao bạn Hà ấn vào nút mở mic lại ha? À, em đưa cô là em chọn bạn Lò Thị Việt Phương, nhà 07 ạ, mã số cảm là 0091 ạ. Lò Thị Việt Phương ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn Hà. Xin mời bạn Việt Phương ạ. Này bạn Phương ơi, này bạn Phương ơi, bạn Phương ở đâu? Em đây ạ. Có bạn Phương đây, có bạn Phương đây. Xin cúi chào. Xin mời bạn Phương chọn ô số ạ. Em xin chọn ô số 6 đi ạ. Dạ vâng, chúng ta sẽ cùng xem ô số 6 ha. Ô số 6 có gì nào? Xin mời bạn Phương sẽ miêu tả một bạn bất kỳ có trong lớp nhưng không nói ra tên. Nhiệm vụ của các bạn còn lại là đoán xem bạn đó là ai. Miêu tả một bạn ở trong nhà mình được không ạ? Dạ, như thế thì lại thu hẹp tập xác định quá. Miêu tả một bạn bất kỳ mà bạn Phương thấy trên màn hình ấy ạ. Vâng ạ. Em sẽ miêu tả một bạn là bạn nữ ạ. Bạn nữ. Chính là tóc ngắn ạ, có nụ cười rất là tươi, bừng sáng cả khuôn mặt và hay đeo kính. Tóc ngắn, nụ cười tươi, bừng sáng cả gương mặt, hay đeo kính. Lời nói thì rất là truyền cảm. Lời nói rất truyền cảm nữa, cả lớp chúng ta đoán thử xem bạn đó là ai. Cô giáo Ngọc Anh ạ. Tóc em dài mà. Tóc em dài luôn. Ủa, bé nào đây ta? Tóc ngắn, cười tươi, giọng nói truyền cảm, hay đeo kính. Ngày nào trong buổi học là tất cả chúng ta cũng sẽ vẫn được gặp đấy ạ. Cô Hiền ạ. Em biết. Cô Dung ạ. Còn ai đoán ra nữa không ạ? Rồi bây giờ cho bạn đó mở mic ra tự nhận mình đi xem đúng không nào. Rồi nhân vật bí ẩn của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời người bí ẩn tự mở mic ạ. Biết có dám nhận là mình không? Người bí ẩn ơi! Người bí ẩn là ai đây? Người bí ẩn chưa tự tin về chính mình. Bạn Phương có thể bật mí cho mọi người biết được không ạ? Em nghĩ là tất cả mọi người đều đoán được mà người đó cũng biết rồi nhưng mà người đó lại cứ không muốn xuất hiện. Đó, người đó cũng biết rồi mà không muốn xuất hiện. Alo người bí ẩn, ra nhận giải thưởng này. Có hai cái tên được sướng lên. Dạ, xin mời bạn Phương hãy cho đáp án cuối cùng ạ. Vân vân quá. Là cô Kim Dung đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn Hà Phương ạ. Dạ, cô Kim Dung có mặt ở đây không ạ? Cô Kim Dung có thể hiện diện được không ạ? Rồi, chưa thấy cô Kim Dung đâu. Mất lượt luôn, chậm trễ. Dạ, xin mời bạn Hà Phương chọn một bạn cuối cùng trong ngày hôm nay ạ. Cô giáo chọn giúp em đi ạ. À, dạ vâng, thì em chọn giúp hả? Rồi, à. Xin mời. Ai muốn là người cuối cùng thì có thể ấn nút right hand giơ tay lên được không ạ? Xin mời
con của mẹ Ngọc Minh ạ. Xin mời con. Rồi, bé nhỏ con của mẹ Ngọc Minh. Thầy cô chọn số 3. Rồi, con chỉ còn mỗi số 3 thôi. Chúng ta cùng xem số 3 nha. Đố con kể tên được những người đeo kính trong ngày hôm nay đấy. Để mẹ xem là con chọn đi. Không thể hiện. Để mẹ chọn chiều toàn màn hình nữa. Đây, con đọc tên các cô. Thế toàn màn hình đen đi. Đố chọn những ai đeo kính nha con. Chọn những ai đeo kính trong ngày hôm nay. Ủa, sao màn hình đen thui vậy? Trời ơi. Con ơi, người đang nói này con ơi. À đúng rồi. Con, đây con. À đây con, đây này. Thùy. Cô Thùy. Thùy, một người. Tiếp ạ. Đây. Bé Lan 3 tuổi. Bé Lan 3 tuổi, tiếp ạ. Tại vì màn hình bên nhà mình tất cả đều đen thui ấy, không hiểu. Dạ, mẹ cứ lướt lướt đi. Còn nhiều người đó không hiện diện, thế không làm khó con nhà người ta rồi kìa. Các thầy cô ấy hiện diện nào? Không biết là, chắc là lỗi của máy tính thôi. Xem nào. Đó, sao vậy ta? Thật sự đúng là màn hình đen thui. Ồ, vậy thì có thể là do mạng bị yếu nữa. Thế thì cô Na sẽ mời một bạn khác hỗ trợ con nha. Rồi, xin mời thủ lĩnh Lan Hương ạ. Vì đeo kính nên được mời. Dạ, thủ lĩnh Lan Hương có thể trợ giúp đồng đội chiến binh nhí của chúng ta chọn những đọc tên những người đeo kính trong ngày hôm nay ha. Rồi, xin mời thủ lĩnh ấn lại cái nút mở mic ạ. Bác xin hỗ trợ bé nha. Bác cũng đeo kính à? Cô Thanh Minh cũng đeo kính này. Đúng rồi, cô Thanh Minh này. Nhưng mà bên này nhìn cũng hình màn ảnh cũng cũng tối cô ạ. Rồi cô Lê Hoa cũng đeo kính này. Dạ, cô Lê Hoa. Tiếp ạ. Dạ, đang chạy đi mà chưa chạy được máy đấy cô ạ. Dạ, thế chắc là do em là phóng viên nên mạng của em tốt nhất. Thôi để em giúp ca này ha. Vâng ạ, cô vâng. Bích Phượng này. Vâng. Dạ. Cô Bích Phượng nhà 22 này. Cô Thương ở nhà 25 này. Cô Hoa Nguyễn ở nhà 76 này. Rồi tiếp nha. Có cô N26, đó là cô Phạm Thu Huyền này. Rồi có miền Bắc 02A, bạn Thanh này. Có cô Trần Thị Hải Yến này. Có một người không đeo kính nhưng vừa đeo kính lên, đó là bạn Hà Tuấn này. Đeo kính giả. Có ai nữa nhỉ? Có bạn, có cô Lê Thị Minh Nguyệt này. Rồi còn rất nhiều nữa. Có thầy Lưu Văn Nho này. Chúng ta có tiếp theo là cô, ui nhiều lắm, cô Trang này. Dạ, cô Nguyễn Thị Trang Ngân này. Rồi nhiều lắm. Đó, ai mà đeo kính mà không hiện diện là thôi mất lượt nha. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Để chúng ta có thể tham gia ngày hôm nay và mang về cho mình những món quà thì xin mời các thầy cô chúng ta hãy hiện diện nhé. Hiện diện để chúng ta cùng chơi trò chơi ạ. Vừa rồi thì chúng ta đã được chơi một trò chơi tương tác đầu giờ. Và đây cũng là một cách để chúng ta phá băng với học sinh của mình. Chúng ta có thể sử dụng những cái trò chơi này. Ở lớp offline thì chúng ta có thể ghi vào những cái tờ giấy những mảnh thăm. Sau đó là chúng ta sẽ cho các con bốc những cái mảnh thăm đó. Và chúng ta sẽ cùng với các con trả lời các câu hỏi tùy vào cái mục đích. Ở đây là một trò chơi kiến tạo mà chúng ta có thể sử dụng rất nhiều phương thức khác nhau. Trong đó chúng ta có thể để những cái câu hỏi về nội dung bài này. Trong đó chúng ta cũng có thể để những câu hỏi tương tác này, những câu hỏi làm quen này, để chúng ta cho các con vào và các con cùng đoán ha. Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã được học về giờ tập hạnh phúc rồi. Chúng ta cũng đã được học về cái cách mà chúng ta xây dựng những cái kế hoạch trong giờ tập hạnh phúc. Chúng ta cũng biết là trong một giờ tập chúng ta cần có những nội dung gì chính.
Và để tham gia được buổi học ngày hôm nay thì chúng ta phải kích thích được sự sáng tạo bên trong mình. Và càng về cuối sẽ càng có nhiều trò chơi sáng tạo hơn nữa với cả bạn Mẫn Nhi. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng thử chơi nhé. Nhưng mà trước khi chơi thì có một cái nội dung quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ. Đó chính là để mà sáng tạo, để mà kiến tạo ra được một hoạt động tương tác với học sinh của mình, chúng ta cần phải chú ý đến ba đặc điểm sau. Thứ nhất là cách mình nghĩ. Cách mình nghĩ, cách mình tư duy về cái trò chơi, cái hoạt động sáng tạo đó vô cùng quan trọng. Chúng ta phải lưu ý về cái điều này nhé. Cái thứ hai là cách mình chơi. Trong trò chơi, trong những hoạt động tương tác thì cái cách chúng ta tổ chức quan trọng rất nhiều. Không thể nào mà cầm một cái trò chơi rất hay nhưng mà về tổ chức dở là tự nhiên chúng ta làm mất cả uy tín của cái trò chơi đó đấy ạ. Nên cách mình nghĩ, cách mình chơi và trải nghiệm cảm xúc về trò chơi đó. Rất tiếc với thầy cô nào hôm nay chúng ta không hiện diện thì chúng ta sẽ không có được trải nghiệm cảm xúc của những trò chơi này. Và nếu chúng ta có xem lại record hay xem lại slide thì chúng ta cũng thấy là ồ, đó là một trò chơi gì đó thôi. Chứ chúng ta sẽ không có được cái trải nghiệm cảm xúc về trò chơi đó đâu ạ. Và tất cả những phần đó, cách chúng ta nghĩ, cách chúng ta chơi và trải nghiệm cảm xúc chúng ta có sẽ làm nên là ba cái yếu tố vô cùng quan trọng làm nên một trò chơi, một hoạt động sáng tạo với học sinh của mình. Các thầy cô lưu ý ha. Rồi, thử các ngón tay xinh của chúng ta đâu ạ? Chúng ta có mấy điểm cần lưu ý ạ? Mấy điểm ạ? Dạ, cảm ơn các ngón tay xinh. Chúng ta có ba điểm cần lưu ý đúng không ạ? Rồi, rất tốt. Cảm ơn các thầy cô. À, thế thì ngoài cái ba điểm cần lưu ý đó, để có thể thiết kế một cái hoạt động, một trò chơi thì chúng ta cần phải lưu ý đến các bước sau. Chúng ta sẽ có 5 bước để thiết kế một trò chơi, một hoạt động ha. Bước đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm tới đó chính là gây hứng thú. Không thể nào mà chúng ta ngày hôm nay có một trò chơi rất là hay thú vị nhưng mà các bạn ơi, một lát nữa lớp mình chơi trò chơi nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng chơi trò chơi ngày hôm nay chưa? Trò chơi ngày hôm nay rất hay, rất vui, rất thú vị. Xin mời các bạn. Có bạn nào muốn chơi với một cái năng lượng như thế không ạ? Có bạn nào muốn chơi với một năng lượng như thế không ạ? Dù ngủ tiếp đúng không? Ngủ thôi chứ chơi gì nữa. Nên là trước khi mà bắt đầu một trò chơi, một hoạt động gì, chúng ta cần phải gây hứng thú với cái trò chơi đó. Và các cái cách gây hứng thú chúng ta cũng được học rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể lấy một chi tiết trong trò chơi đó, lấy một giáo cụ mà chúng ta đã chuẩn bị, hay là làm cho nó tò mò lên bằng những cái biểu cảm, những cái hoạt động của chúng ta để cho trẻ, các bạn học sinh của chúng ta thật là hào hứng khi mà tham gia trò chơi. Rồi, bước thứ hai cũng vô cùng quan trọng, đó chính là giới thiệu luật chơi. Chúng ta đừng có thấy trò chơi vui quá, hăng quá thì chúng ta vào chơi luôn nha. Nhớ là phải giới thiệu luật chơi. Bởi vì cái bước này ban đầu có thể không, các bạn không quan tâm bởi vì hăng máu quá muốn chơi mà. Nhưng tới lúc thưởng phạt mới là cái lúc quan tâm nhất này. Nhất là các bạn học sinh đúng không? Luôn luôn đòi hỏi sự công bằng. Nếu chúng ta không giới thiệu cái luật chơi thật kỹ là lúc đấy, không cô ơi, bạn này ăn gian, bạn này thế này, bạn này thế kia, đội con mới là đội thắng cơ mà, cô ơi con không chịu đâu, rồi giận, rồi dỗ, rồi bỏ đi, rồi không khâm phục mình. Nên cái bước giới thiệu luật chơi là bước vô cùng quan trọng các thầy cô ha. Chúng ta nhớ ạ. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu chơi thì chúng ta có thể chơi thử. Đặc biệt với những trò chơi mới, những trò chơi mà hơi lạ lẫm và hơi khó một chút thì chúng ta càng cần phải chơi thử. Với những trò chơi mà chúng ta đã chơi nhiều lần rồi thì không sao. Và với những người lớn mà chúng ta thích thử thách thì chúng ta có thể bỏ qua trò này. Nhưng với học sinh, đặc biệt là những học sinh lần đầu trải nghiệm thì chúng ta cần phải cho bước chơi thử vào ha. Cho bước chơi thử vào ạ. Và bước thứ tư đó chính là tổ chức trò chơi ngày hôm đó. Khi mà tổ chức trò chơi thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đến những thông điệp trong trò chơi đó là gì. Lưu ý đến cái thời gian tổ chức, cái những bước cần phải chuẩn bị cho trò chơi đó. Và chúng ta cũng cần phải lưu ý tới số người tham gia trò chơi, bao nhiêu lượt. Tất cả những cái đó nằm trong lúc mà chúng ta tổ chức trò chơi. Và chúng ta luôn luôn phải linh hoạt xử lý các tình huống khi mà trò chơi diễn ra. Đặc biệt là tới đoạn cuối, những cái khúc mà giao tranh, những khúc mà bắt đầu thưởng phạt phân minh. Lúc đó chúng ta cần phải hết sức lưu ý ha. Và cuối trò chơi chúng ta sẽ cho các con đúc kết lại thông điệp mà các bạn nhận được trong trò chơi ạ. Và chúng ta có mấy bước để thiết kế một trò chơi, một hoạt động sáng tạo ạ? Đúng rồi, các ngón tay xinh ạ. Mấy bước ạ?
5 bước đúng không ạ? Rất dễ nhớ, 5 bước để chúng ta thiết kế một trò chơi, một hoạt động sáng tạo ha. Rồi, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Và một vài cái kiến thức về nội dung như thế. Thế thì chúng ta muốn gây hứng thú cho các con trong trò chơi thì chúng ta sẽ làm cách nào? Sẽ có 4 để gây hứng thú. Dạ, đây là cách cơ bản nhất ha. Ngoài ra thì còn rất nhiều cách khác nhau. 4 cách cơ bản nhất đó chính là tương tác bằng hành động. Tương tác bằng hành động ạ. Để mà chơi một trò chơi chúng ta có thể ví dụ lớp online. Các bạn đã sẵn sàng tham gia trò chơi ngày hôm nay chưa? Nếu sẵn sàng thì giơ tay thật cao lên. Đúng vậy, các bạn đã sẵn sàng tham gia trò chơi ngày hôm nay chưa? Ok, sẵn sàng rồi, chơi nha. Đúng không ạ? Phải tương tác bằng hành động hay là thể hiện sự quyết tâm của các bạn nào xong rồi xếp hàng hay bất kỳ một gì đó, chúng ta hãy tương tác bằng hành động thực tế để cho các bạn chuẩn bị bước vào trò chơi đó. Và trong trò chơi chúng ta hãy khen ngợi và động viên các bạn khi mà tham gia trò chơi. Khen ngợi và động viên ạ. Và nhớ là khen vào quá trình chứ đừng vội khen vào cái sản phẩm của các bạn nha. Bởi vì mỗi bạn sẽ là một cá thể riêng biệt, mỗi bạn sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Nếu chúng ta quá trọng tâm khen vào cái sản phẩm và cái không có tiếng ạ. Các thầy cô có nghe em nói không? Dạ có, may quá, cảm ơn thầy cô. Ok, chúng ta có thể dừng chat lại được rồi ha. Cảm ơn các thầy cô. Rồi, nếu như mà chúng ta khen ngợi ấy, thì chúng ta chú ý là khen vào cái quá trình các bạn thực hiện. Ngày hôm nay các con đã rất cố gắng rồi. Wow, hôm nay con đã tương tác nhiều hơn với bạn này. Đó, chứ chúng ta không vội khen vào cái sản phẩm nhé. Không vội khen vào cái sản phẩm. Điều đó nó sẽ khiến cho một vài bạn chưa làm tốt, bạn bị nhụt chí, bạn bị nản và bạn có thể rời ra khỏi cuộc chơi đó. Nên chúng ta nhớ nha, khen ngợi và động viên các con là điều vô cùng quan trọng để gây hứng thú với các con. Và tạo sự bất ngờ. Một trò chơi sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu chúng ta tạo sự bất ngờ cho các con. Một quá trình diễn biến, thậm chí là những trò chơi đã quen thuộc rồi, chúng ta có thể đổi mới đi cho các con. Bình thường là tới đoạn này cô sẽ làm như này, cô sẽ làm như kia, các mình chuẩn bị trước. Nhưng hôm nay đùng một phát Hải quay xe. Đó, các cô tạo một cái bước ngoặt, tạo một cái sự bất ngờ cho các con. Đó cũng là một điểm mà gây hứng thú cho các con ha. Và sự hài hước. Sự hài hước vô cùng quan trọng khi mà chúng ta thực hiện các hoạt động sáng tạo mà chơi trò chơi. Phải vui thì mới chơi đúng không ạ? Vui thì mới chơi, chơi để vui mà. Chơi mà cứ buồn buồn rồi áp lực này kia thôi, nghỉ chơi cho xong. Nên là sự hài hước cũng là một điều vô cùng quan trọng để các thầy cô có thể lưu ý. Rồi chúng ta có 4 cách. 4 cách ạ. 4 cách để chúng ta thu hút các con, tương tác với các con bằng các hoạt động trò chơi ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử một trò. Thử một trò nhá. Các thầy cô hiện diện ở đây chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng hãy lắc lắc đôi bàn tay giúp em. Rồi. Mấy người không lắc lắc là không chơi ạ? Không chơi là nhờ ban tổ chức kích ra khỏi lớp à? Chứ đến đây không chơi sao có quà mang về. Không chơi là kích ra khỏi lớp cho một vài đồng chí sợ bị kích ra thôi. Tắt cam. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Rồi, chúng ta chơi thử một trò nhá. Bỏ qua hết tất cả những cái nội dung mà em vừa giới thiệu đi. Hiện diện ở đây thì mới có gì? Cái đặc điểm thứ ba là gì? Trải nghiệm cảm xúc của trò chơi đó, đúng không? Bây giờ nhá, thật sự tập trung chú ý thử tài phản ứng nhá. Các thầy cô sẽ thực hiện các bước trên màn hình. Rồi, xin mời cả lớp đứng lên ạ. Xin mời cả lớp đứng lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi, xin mời cả lớp giơ hai tay lên cao. Giơ hai tay lên cao. Ok, giơ hai tay lên cao nha. Xin mời cả lớp đi ra khỏi lớp, rời khỏi màn hình của mình. Xin mời cả lớp đi ra khỏi lớp, rời khỏi màn hình của mình. Rời khỏi màn hình của mình. Ủa, alo? Các bạn có thể bỏ qua bước 3. Rồi, chúng ta có thể bỏ qua bước 3 và đi sang bước 4. Các bạn có thể bỏ qua bước 3 mà. Không cần phải rời khỏi màn hình ha. Những ai mà vừa lỡ rời khỏi màn hình rồi xin mời quay lại ạ. Trưởng thành rồi. Đi trốn không quay đi tìm đâu, quay lại thôi. Đó, là một cách mà chúng ta sẽ thử tài phản ứng của các con. Và
Thông qua trò chơi này thì chúng ta có thể dẫn dắt các bạn ấy vào khả năng tập trung và khả năng quan sát. Rõ ràng em có nói là làm các bước trên màn hình và thực sự là tập trung chú ý. Nếu như bạn nào tinh ý, bạn sẽ đọc được bước thứ tư và các bạn có thể bỏ qua bước thứ ba. Nhưng mà ai chưa tinh ý, ai chưa quan sát kỹ thì chúng ta đã dừng lại bước đó và rời khỏi màn hình mất rồi, đúng không? Cảm ơn các thầy cô. Đó là một cách ha. Một cách. Rồi, chúng ta tới với một trò chơi nữa này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chơi rất nhiều, chơi rất nhiều. Rồi, đây là một trò chơi cũng rất là thú vị. Không biết các thầy cô đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, cho em 2 nút like ạ. Ban tổ chức bắt đèn con A để học sinh thoát zoom. Đấy, những ai không quan sát trong ngày hôm nay là mất trải nghiệm cảm xúc, cho tiếc. Tiếc chơi chơi. Những ai mà chơi ngày hôm nay về nói lại ở nhà mình cho họ tiếc nhá. Cho tiếc chơi chơi. Rồi, ok. Trò tiếp theo này, tỉnh thức nha các đồng chí. Chúng ta sẽ cùng thử tài phản ứng. Và nhiệm vụ các đồng chí là lấy hai tay bịt mắt cho tới khi nào cô nói kết thúc. Xin mời các bạn mở mắt ra thì chúng ta mới mở mắt nha. Trò chơi bắt đầu. Xin mời các bạn lấy hai tay bịt mắt ạ. Lấy hai tay bịt mắt nha, nghiêm túc nha, không tí hí nha, lớn rồi nha, trưởng thành nha, trung thực đến tận cùng nha. Lấy hai tay bịt mắt nha. Ai mà còn mở mắt ra thì sẽ có phần quà thích đáng cho người đó. Ơ? Đã từng ước. Ồ, em xe nhầm rồi. Ước sau này mình lớn. Ủa, em xe cái gì này? Sẽ chung ra làm sao, sống thế nào. Tôi ngày xưa cũng... Đấy. Nghe nhạc một cái là một số đồng chí đã mở mắt ra rồi. Nghe nhạc một cái là một số đồng chí mở mắt ra rồi. Chúng ta vẫn đang nhắm mắt đó nha. Vẫn đang nhắm mắt nha các đồng chí. Nghiêm túc trung thực đến tận cùng nào. Lấy hai tay bịt mắt lại giúp em ạ. Nghiêm túc và trung thực đến tận cùng nha. Trời ơi. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đây. Em vừa share một cái màn hình. Các thầy cô đã thấy màn hình mà em share chưa ạ? Các thầy cô thấy màn hình em share chưa ạ? Không biết nó đã lên chưa? Ban tổ chức có thấy màn hình em share không? Nó đen thui thế này. Ủa sao vậy ta? Vâng. Mấy thầy cô mà có thấy list ảnh rồi rồi ạ à, với các thứ là vừa bỏ tay ra đúng không? Không bỏ tay ra sao thấy? Ủa alo? Bịt mắt sao thấy? Mà bịt mắt sao comment được vậy trời? Đang nhắm mắt mà lấy cái gì comment vậy? Hai tay đang bịt mắt rồi lấy cái gì comment vậy? Ủa? Trời ơi, lại đúng rồi nữa. Vẫn đang bịt mắt các thầy cô nha. Vẫn đang bịt mắt nha. Tuyệt vời quá. Chúng ta nở hoa cho những người mà bịt mắt từ nãy giờ không bị nè. Nở hoa cho những người bịt mắt từ nãy đến giờ không bị làm sao cả. Trời ơi, dễ thương quá đi. Đấy, bịt mắt mà vẫn nở hoa được, sợ thật. Đang bịt mắt mà vẫn lấy tay nở hoa được. Ủa alo. Sợ thật. Tuyệt vời quá, hay quá. Xong rồi. Các thầy cô, cả lớp mở mắt ra rồi ạ. Ư là trời. Cả lớp mở mắt ra. Ủa alo. Ủa alo, tới giờ này vẫn bị lừa nữa thế hả? Em nói là khi nào kết thúc xin mời các bạn mở mắt ra thì mới mở mắt cơ mà. Tại sao vẫn mở mắt vậy nhờ? Tại sao vẫn mở mắt được nhờ? Rồi. Kết thúc. Xin mời tất cả các thầy cô mở mắt ra và cùng nở hoa cho chúng ta. Rồi, kết thúc thật sự rồi nha. Cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Rồi, vừa rồi ai mà lỡ vi phạm một lần nào đó, comment số 1 giúp em ạ. Bỏ mình đâu. Ai mà lỡ bị vi phạm trung thực đến tận cùng, comment số 1 giúp em ạ. Hơi bị nóng. Rồi, rất nhiều thầy cô đúng không ạ?
rất nhiều thầy cô ở trong đây chúng ta đã có những cái lần lầm lỡ. Không sao cả, bị lừa hiệu lệnh cuối. Có những người bị lừa đến mấy lần liền cơ. Đó, đó là một cách mà chúng ta có thể làm các hoạt động tương tác với các con. Và có rất nhiều trò chơi miễn làm sao chúng ta áp dụng được những cái công thức mà đã được đưa ra. Và chơi nữa hả, chơi không? Đây, một vài những cái trò chơi khác thì em giới thiệu cho các thầy cô nhá. Một vài những cái trò chơi ngày hôm nay thì thỉnh thoảng chơi, không thỉnh thoảng chơi rồi cho vui vui, bánh mì rồi lại phải quay lại học xíu nhở. Chúng ta có thể có những trò chơi với những ngón tay xinh. Đây là một trò chơi cũng khá là hay. Chúng ta sẽ cho các con giơ những ngón tay như thế này lên. Và nhiệm vụ đó chính là chúng ta sẽ soạn ra những bộ câu hỏi, tìm được cái mục đích chủ đề ha. Soạn ra bộ câu hỏi và chúng ta có thể yêu cầu các con là gập một ngón tay xuống nếu như bạn đã từng hoặc chưa từng làm gì đó. Đó, xung quanh những cái chủ đề nhá, đây là cái bộ câu hỏi mà em xây dựng cho chủ đề yêu thương. Thì tùy vào mục đích, chúng ta có thể làm những cái trò đó để các con tương tác với các bàn tay, ngón tay của mình. Và bất kỳ một bạn nào mà có hành động đó, hoặc là chúng ta xây dựng là không có hành động đó, thì chúng ta sẽ gập một ngón tay xuống, gập một ngón tay xuống, gập một ngón tay xuống. Đó, và cuối cùng sẽ nở hoa cho nhau. Đấy là một trò chơi khác mà chúng ta có thể tương tác ha. Rồi, một trò chơi nữa cũng vô cùng thú vị này. Đây là trò chơi nếu thì. Dạy cho các con về câu điều kiện này, về tư duy, nguyên nhân, điều kiện và kết quả này. Đó, với trò chơi này thì chúng ta có thể chia đội của chúng ta thành hai phần. Chia lớp của chúng ta thành hai đội. Thì mỗi đội sẽ chuẩn bị khoảng 10 câu bất kỳ bắt đầu bằng từ nếu. Đội bên kia sẽ chuẩn bị 10 câu bất kỳ bắt đầu bằng từ thì. Đó, xong viết vào tờ giấy, rồi gặp lại, trộn xáo trộn nó lên. Rồi cứ cử từng người ha, mỗi bên sẽ cầm lên một tờ giấy bất kỳ. Rồi bên này nếu này, nếu hôm nay trời mưa, bên này thì em sẽ học giỏi. Bên này, nếu em chăm học thì trái đất vẫn quay. Nếu ngày hôm nay em không mở cam thì cô giáo sẽ rất buồn. Kiểu như thế chẳng hạn, chúng ta sẽ cho các con mà thỉnh thoảng nó sẽ có những câu chẳng liên quan gì cả. Và vô tình nó lại có một câu đúng. Vì đó là một cách để các chúng ta tổ chức những cái trò chơi tương tác với học sinh của mình ha. Rồi từ nãy giờ được mấy trò rồi các thầy cô? Comment thử xem nào. Lát nữa thầy Mẫn xuất hiện, bạn Mẫn Nhi xuất hiện còn nhiều trò nữa cơ. Comment thử giúp em xem được mấy trò đấy ha. Đấy, em đang chơi hoài. Rồi, 4-5 trò gì đó. Dạ. Đây nhá, chúng ta sẽ có những trò như thế này nữa này. Có thể là trò đổi hình bắt chữ này. Đó, một trò chơi đổi hình bắt chữ. Thầy cô thử đoán xem. Trên màn hình em là từ gì? Hai từ. Thử đoán xem là gì nhá. Học hành, hành văn, hành sách, hành hạ, thực hành lan tỏa văn hóa đọc. Có hai từ thôi mà. Hành trình lan tỏa văn hóa đọc. Học hành, hành văn, hành sách, hành hạ. Học hành, hành lang. Dạ, rất nhiều từ khóa chúng ta có thể hướng tới. Nhưng mà từ khóa em xây dựng là từ khóa học hành. Dạ, học hành. Nên là ai mà từ nãy giờ có comment mà có trả lời đúng rồi mà không hiện diện không chơi là chưa có hành nha. Có học không có hành đó nha. Dạ, học hành đúng không ạ? Rất tốt, cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bạn đồng hành của em, bạn Mẫn Nhi. Bạn Mẫn Nhi sẽ đưa chúng ta tới với trở về tuổi thơ với nhiều trò chơi thú vị hơn nữa. Là bạn Mẫn Nhi ơi, bạn Mẫn Nhi đã có mặt tại đây chưa ạ? Bạn Mẫn Nhi có thể ấn nút right hand lên để ban tổ chức ghi bạn Mẫn Nhi ha. À rồi, xin chào bạn Mẫn Nhi, cả lớp chúng ta cùng nở hoa cho bạn Mẫn Nhi ạ. Dạ, cảm ơn bạn Mẫn Nhi rất nhiều. Bạn Mẫn Nhi là một giáo viên của hệ thống trường Pathway Tuệ Đức. Và bạn Mẫn Nhi thì đó, giống như cái bộ áo mà bạn đang đọc, tổ chức ra rất nhiều những cái hành trình cho các bạn nhỏ cũng như các thầy cô. Và chào mừng bạn Mẫn Nhi đến với hành trình văn hóa đọc vùng cao ngày hôm nay. Sẽ cùng đưa các thầy cô trở về với tuổi thơ nha. Dạ, xin mời bạn Mẫn Nhi ạ. Dạ, cảm ơn cô Ngọc Anh. Cả nhà thấy bạn Mẫn chưa?
Cả nhà thấy chưa? Dạ, thấy rồi ạ. Dạ rồi. Hôm nay nội thương không còn thâm hậu nữa mà bị thương tổn. Thành ra là nói cà khều cà khều. Cả nhà hoan hỷ ha. Rồi, hồi nãy giờ ngồi xem, cảm ơn cô Ngọc Anh. Cảm ơn bạn bé Na 3 tuổi. Bé Na 3 tuổi đưa lên xong rồi rất nhiều bé lại thay đổi tên, xuất hiện rất nhiều bé xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay luôn. Nhưng cũng có những bé quyết tâm không thay đổi bởi vì giữ số tuổi của mình. Dạ thưa cả nhà, mẫn quan sát thấy trên màn hình có một cái gì đó màn hình nó đen thui nhiều quá. Nhìn lên màn hình chính mà vẫn thấy đen thui. Chắc là tối nay mọi người vào chắc là trong cái chắc là đang không biết có chuyện gì không, có bực bội gì không mà thấy tắt đen thui. Dạ xin mời cả nhà mình hãy cùng nhau mình chơi đi trốn. Với lại là có bách rau mà không thấy người. Không biết là bây giờ mình nói với ai đây? Cả nhà hãy cùng nhau động viên nhau để màn hình nó không còn tối nữa. Và màn hình không tối thì có người nữa. Thấy bách rau có cô Ngọc Anh đứng bắt tay trống trơn à. Đó. Trời ơi, thật là đông vui. Nãy giờ 535 người. Sau đó Mẫn vào Mẫn thấy là bây giờ còn 507 người. Vậy là có một lượng đã ra đi. Không biết rằng là đi vùng cao hay đi đâu. Dạ rồi thưa cả nhà ha, mình động viên nhau để mình có một cái buổi tối kết nối với nhau. Mẫn nghĩ rằng là tối ngày hôm nay tinh thần quan trọng nhất là mình cùng chia sẻ kết nối với nhau. Bởi vì mình rất là vui và tự hào vì mấy năm trước đây đã đi leo núi vùng cao. Và cũng nhân duyên ngày đó lên đó tắt tiếng luôn. Và bây giờ lên đó tắt tiếng nói không ra tiếng. Khều khào như vậy. Bây giờ ngồi đây cùng với tất cả các bạn lớn nhỏ, đủ bạn của chúng ta tối hôm nay thì nó cũng khều khào. Đó là một cái nhân duyên đặc biệt rồi. Rồi, cái thứ hai nữa là rồi cho Mẫn hỏi là trong số tất cả chúng ta ngồi ở đây thì có bao nhiêu những người bạn của chúng ta đã từng biết Mẫn rồi, có thể làm một ký hiệu gì đó không? Để Mẫn biết là chúng ta đã từng gặp nhau, đã từng thấy nhau trên màn hình. Và nếu như không thấy nhau thì chúng ta cứ vô tình cho qua. À, hôm nay đã thấy Mẫn. Dạ rồi, như vậy là mình hỏi câu này thôi nhưng mà mình nhìn vô mình thấy lạ lắm, thật là lạ. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình cùng kết nối với nhau một chút nha. Rồi cả nhà, Mẫn có một cái hoạt động như sau. Đây, lấy ra đồ chơi cho cả nhà cho buổi tối ha. Rồi, với một cái tinh thần là Mẫn nghĩ là từ đây đến cuối giờ mình tâm thế mình chơi, nhưng mà mình chơi mình cùng kết nối với nhau nha. Có hiểu mới có thương, có vui rồi mới chơi, mà chơi xong mới vui, mà thường chơi xong mới vui nha. Rồi thưa cả nhà, mình sẽ cùng kết nối với nhau một số hoạt động như sau. Đi đầu tiên xin mời cả nhà hãy check in cảm xúc, gọi tên cái cảm xúc thực sự. Hồi sớm giờ mình ngồi mình cảm thấy bên trong mình như thế nào. Các bạn nhỏ ngồi bên cạnh ba mẹ mình check in phụ cảm xúc luôn à. Có què không ạ? Tâm gì nó đang vận hành? Dạ. Thường hỏi què là tâm bên này tâm gì á? Vui lắm mẹ. Không biết có vui không? Biết có vui không mà thôi. Nói thiệt nha. Tâm vui. Tâm vui thiệt, vui thiệt. Nữa đi cả nhà. Hãy gọi tên cảm xúc. Nếu mà thực sự tối nay mình đang rất là buồn chán cái chuyện gì đó, mình cứ comment vô nha cả nhà. Thường á khi mà gọi tên thì thấy thấy hài hước. Dạ. Cảm ơn đã quá khen. Cảm ơn cô. Hiện diện trọn vẹn, cười suốt từ lớp tới giờ vui.
cái từ vui nó là một cái từ rất là tội nghiệp, bởi vì khi nói đến cảm xúc thì ai cũng gọi nó tên đó. Riết rồi không có bạn nhỏ nào đặt tên được tên con là vui, hoan hỷ. Dạ, người ta vui mà bắt comment buồn à. Khá lắm. Đó, bắt đầu có một sự đấu tranh nội tâm, chứng tỏ là người ấy đang buồn. Còn gì nữa không ạ? Mình từ bây giờ 8:57 là thường ở giờ này là căng da bụng, trùng da mắt rồi, là đã muốn đi ngủ rồi chứ không có ngồi đây nữa đâu. Mà cực chẳng đã vì một lý do nào đó mới ngồi đây nè. Đó. Nên thành ra hãy thành thật, hãy chia sẻ đi cả nhà. Rồi. Rồi bây giờ cả nhà bao nhiêu người chơi cái trò này cùng với Mẫn nè. Dạ, yeah, xin cảm ơn. Vui ơi là vui. Ha ha. Rồi. Cả nhà hãy cái bút đâu ạ? Rồi cái bút bên cạnh của mình đâu? Rồi xin mời lấy một cái bút, bút chì hay bút mực cũng được. Dạ, bút mực hay bút chì cũng được nha. Giấy bên cạnh của mình đâu? Một tờ giấy bên cạnh của mình luôn. Yeah. Dạ rồi. Các bạn nhỏ ngồi bên cạnh ba mẹ à, thấy bà thấy bạn Thùy với bạn nhỏ hay dành nhau tờ giấy kìa. Đó. Vui quá. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một cái trò chơi kết nối thôi. Rồi xin mời cả nhà tay trái đâu? Tay trái đâu ạ? Tay trái đâu? Tay trái đâu? Tay trái đâu là tay trái đâu nè. Cả nhà tự nói ở nhà to lên cho người hàng xóm nghe luôn. Tay trái đây là tay trái đây. Đừng có mở mic lên nói không nghe nổi. À, nói lại nha, tay trái đâu là tay trái đâu? Ở nhà la đi, cả nhà la đi. Mẫn nhìn lên trên màn hình này coi cái miệng có ai có la không? À, có người khi mà Mẫn mới nói xong rồi thụt cái miệng xuống dưới. Nghe lại. Chứng tỏ là có tật giật mình. Tay trái đâu là tay trái đâu? Rồi, bây giờ thử thách cho những ai can đảm, kiên nhẫn nha. Rồi, xin mời hai tay. Thường thì đôi tay chúng ta để vẽ, để múa, để hát. Nhưng mà xem ngày hôm nay đôi tay cũng chúng ta còn có chức năng gì nữa. Xin mời đưa lên lỗ mũi. Rồi, xin mời đưa lên lỗ mũi. Đó, đưa lên lỗ mũi nha. Rồi, khi mà mình đưa tay lên lỗ mũi như vậy, thường nó có những cái trạng thái là mình nghe một cái mùi gì đó. Mình nghe một cái mùi gì đó. Và bắt đầu mình nghĩ tới. Bây giờ mình sẽ đổi ngược lại. Dạ. Bây giờ mình đổi ngược lại, đưa hai một ngón trỏ với ngón giữa vô lỗ mũi của mình, vô hai cái đầu mũi của mình. Rồi, đúng rồi, các bạn nhỏ cùng làm luôn nha, hãy cùng làm nha cả nhà. Rồi, dở lên xíu, kéo lên xíu một xíu. Rồi, giữ yên đó. Rồi, giữ yên nha, trạng thái giữ yên. Rồi, xin mời lấy cái bút lên, lấy tờ giấy lên. Dạ rồi, bắt đầu chúng ta hãy vẽ chân dung của chính chúng ta đi ạ. À, xin mời cả nhà, chúng ta có khoảng 3 phút để làm việc này. Xin mời 3 phút bắt đầu. Nhớ cái tay ghi giữ yên nha, cái tay ghi giữ yên. Dạ, rồi hãy bắt đầu kiên nhẫn. Dạ nghe không ạ? À? Tiếng nhỏ quá em nghe không thấy thầy hả? Rồi nghe chưa ạ? À? Rồi đó, giữ yên nha. Rồi bắt đầu đi ạ. À. Các bạn nhỏ cũng ngồi gần làm với ba mẹ mình đi lên các bạn. Bắt đầu tâm tưởng xuất hiện, tưởng tượng giống heo. Rồi vẽ đi nha. Xin mời cả nhà 3 phút nha. Ban tổ chức canh giờ giúp Mẫn. Không biết lát nữa bao nhiêu người bạn chúng ta sẽ chơi cái trò này. Giữ yên tay nha, giữ yên tay nha. Mỗi tay quá thì đừng có hạ xuống. Rồi bắt đầu là cái cơ khớp vai bắt đầu nó mỏi nè, nó mỏi, nó muốn bỏ xuống nè. Đó, bắt đầu mình quan sát coi cái tay của mình nè. Rồi bắt đầu mình thấy sao vẽ, sao nó gốm dữ vậy. Bắt đầu có một người nói rằng là N330539 gạch ngang. Em thấy mình giống heo quá. Ban tổ chức hãy ghi nhận lại cái câu này. Bốt lên trí tuệ Việt Nam. Tại sao vậy? Tôi đang đi đọc sách mà nói tôi sao giống heo vậy? Không thể tưởng tượng được. Rồi cố lên cả nhà. Nó bắt đầu cái tay nó bắt đầu nó mỏi nè. Bắt đầu nó muốn thả xuống nè. Đó, bắt đầu đấu tranh nội tâm nè.
cố lên. Rồi còn khoảng một phút nữa cố lên cả nhà. Yeah, các bạn nhỏ ngồi bên cạnh ba mẹ cũng cố gắng lên. Yeah, yeah. Đó, giữ yên đúng rồi. À, thấy có bạn nhỏ tích cực, có bạn nhỏ N72 hình như là của mẹ, con của mẹ Hằng. Được rồi, cái thầy bóp mũi luôn, nhớ cả nhà đừng chuyển trạng thái nha, bóp mũi thầy Mẫn và ban tổ chức xin không chịu trách nhiệm. Bóp mũi là đi vào trạng thái khác. Cái này mình cũng không có móc mũi mà mình chỉ mới có kéo mũi thôi. À. Mẹ con của bạn Thùy 76, nhà 76 rất là tích cực, thả tim icon rồi móc mũi. À, đó, bạn nhỏ tích cực. Bắt đầu nó mỏi tay chưa? Da đã hắt xì hơi rồi. Dạ rồi, thả tay xuống, từ từ thả tay xuống. Rồi đó, tối rồi mà tay bắt đầu nó mỏi rồi. Rồi bỏ xuống, mỏi tay quá thầy ơi, đúng rồi, phải mỏi tay thôi. Rồi hai tay bây giờ xoa đây. Rồi hai tay bỏ cái bút xuống mình xoa tay đi. Nãy giờ mình ngồi hơi bị lâu rồi đó. Rồi, xoa mạnh lên, xoa nóng lên. Rồi, nóng mạnh lên. Rồi, vuốt lại khuôn mặt của mình đi cả nhà. Sau đó là xoa tóc tai, kéo từ trước ra sau. Đó. Còn tóc nhiều thì cứ vuốt thoải mái. Không sao cả. Đúng rồi, mình hãy cho cái trên da đầu của mình nó được một chút cái hơi ấm. Ôi má ơi, miền Bắc lạnh quá, bạn vuốt đầu. Đúng rồi. Mình đang tập cho. Chắc chắn là sẽ có những cái gàu rồi nó bay lung tung ở trên bàn á, nhưng mà không sao, cuối giờ mình dọn. Ai ở dơ nước lạnh, ở dơ bạn Mẫn mà ra ngoài Bắc là ở dơ, không quyết tâm không tắm. Lạnh quá. Dạ rồi. Ok, cảm ơn cả nhà. Hãy các con bên cạnh gì đó về với mẹ một cái đi. Về với mẹ bên cạnh một cái đi nè. Đó. Còn mình ở nhà mà mình ngồi mình ở nhà. Thấy bạn Thu Huyền 0424 ngồi trầm tư suy nghĩ về nước Mỹ hay gì đó. Bạn ngồi rất là suy nghĩ nè. Bạn Huyền ơi. Yeah, yeah. Rồi, cảm ơn cả nhà. À, thông thường thì mình Mẫn kể cho cả nhà nghe một cái câu chuyện là khi mình đi lên đó, mình thấy cái hình ảnh của các con ở trên vùng cao thì mình thấy có một cái giây phút mình rất là xúc động. Đó là một cái bạn nhỏ, bạn ngồi lên một chiếc xe mà xe đồ chơi của các con ở thành phố, xong rồi bạn thả từ trên đầu dốc, bạn thả cái ẻn xuống một dưới, thả nhanh lắm, đi một cái ẻn xuống mà mình không tưởng tượng được là mình có thể chơi được. Thì bắt đầu mình mới hình dung là các bạn cũng đã dành rất nhiều thời gian để mà chơi, để cùng kết nối các thầy cô, để chuẩn bị thư viện, làm thư viện ở vùng cao rất là nhiều. Nhưng mà bên trong của các bạn ấy có một cái nền tảng mà chắc hẳn là các anh thầy cô, các ba mẹ ở đây đều thấy rất là nhiều, đó là cái yếu tố về nghị lực, đúng không? Yếu tố về nghị lực, tức là và bạn ấy xem cái việc đó là chơi, cái đó một cái cách chơi rất là bình thường. Nhưng mà chắc hẳn rằng là ở thành phố hay là ở một nơi nào đó mà nhìn thấy cái cảnh đó là mình tưởng trời ơi, chết con rồi, trời ơi con ơi con đừng làm vậy nữa. Thì mình mới có thêm một góc nhìn là đối với việc kết nối chơi với lại sách nè, chơi với các bạn nè, thì ngoài niềm vui, ngoài sự kết nối thì nó còn hai thứ mà Mẫn muốn trao đổi cùng với các thầy cô, các ba mẹ trong đây ngày hôm nay thêm. Đó, điều đầu tiên thì mình muốn nói đến đó là cái yếu tố về mặt trẻ thơ, tâm hồn trẻ thơ. Tức là các thầy cô, các anh chị, các ba mẹ nãy giờ ngồi ở đây, mình sẽ cùng được xem cô Ngọc Anh chơi rất nhiều trò chơi vân vân. Nhưng mà bây giờ đôi khi tại sao cái tay của mình đưa lên như thế này, bắt đầu người khác tưởng tượng ra rồi heo rồi đủ thứ các kiểu hết. Tất nhiên là người chơi đang chưa nhiều. Rồi chưa kể là gì ạ? Sau khi chơi thì bắt đầu mình thấy nó mỏi tay. Nó mỏi tay và đôi lúc mà mình muốn hạ nó xuống. Rồi chưa kể là gì?
trong cái quá trình mình chơi thì mình bắt đầu mình đang suy nghĩ mà mình đang không có chơi chẳng hạn, mình đang nghĩ trời ơi sao mà chơi cái trò gì mà kỳ quá ta, chơi cái trò gì mà tào lao quá ta, à, rồi rất nhiều suy nghĩ đó đến. Vậy thì cái điều của Mẫn đầu tiên rất là thích hay chia sẻ với tất cả các bạn nhỏ hay là các bạn lớn luôn, đó là bắt đầu mình hãy biến mình thành một em bé. Cô Na cũng biến nhanh quá, cô biến hình nhanh quá. Tức là mình hãy biết bắt đầu mình hành trình mình, trời ơi cái gì tôi tưởng tượng ra con chó đó, thấy chưa, ghê lắm, sức mạnh. Thì bắt đầu mình bước vào một cái hành trình là mình làm sao mình để mà mình kết nối với những đứa trẻ được, thì mình phải là những đứa trẻ thôi. Mẫn xin chia sẻ lại, mình muốn chơi kết nối online offline, đọc sách kể chuyện hay là điều gì đó thì mình phải là một đứa trẻ thôi. Mình là người lớn thì mình sẽ chơi theo cách người lớn, và không có một bí mật nào hơn ngoài việc mình phải là một đứa trẻ. Mà hồi nhỏ mình lấy tay, mình móc mũi, mình móc tai, rồi mình làm đủ thứ, mình nhưng mà lớn lên tại sao mất tiêu hết rồi, không còn làm nữa. Hay là mình đôi khi mình hãy vẫn vơ, mình lấy cái chân mình đưa thẳng lên trên lỗ mũi của mình, đưa ngón cái của mình, ngón chân cái của mình lên gần lỗ mũi đo thử coi. Bây giờ mình thử cảm nhận, cả nhà thử một trò chơi đi, rồi xin mời cả nhà mình hãy lè lưỡi ra nè. Ở đâu đi cả nhà, ai mà còn người lớn là không có chịu chơi đâu. Rồi bây giờ lấy cái lưỡi làm sao đụng cái đầu lỗ mũi, bắt đầu. Yeah. Thử đi cả nhà, cố lên. Thôi dừng lại đi, rồi được rồi. Cái nước miếng nó văng tùm lum mà không chơi nữa, nghỉ. Yeah, đó là những cái điều mà như vậy đó cả nhà. Vậy thì mình đi đang là những cái chiến binh đi gieo những cái giá trị của sách, của những câu chuyện về cho các bạn nhỏ. Thì Mẫn muốn chia sẻ cái điều này. Điều đầu tiên, chúng ta là những đứa trẻ. Chúng ta sẽ là những đứa trẻ, và muốn chơi với đứa trẻ thì mình phải là đứa trẻ thôi. Rồi cả nhà, vậy thì bây giờ mình thử ha, mình thử chơi một chút ha. Mình có một cuốn sách thế này. Rồi cả nhà hãy cùng cầm sách lên đi. Hình như mình cầm sách giống nhau, có một bạn nhỏ, bạn Thùy N76 cầm sách giống luôn hay sao. Yeah. Cả nhà hãy cầm những cuốn sách lên đi ạ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử ha. Các bạn ơi, đây là một cuốn sách rất là hay, rất là tuyệt vời, và thầy Mẫn sẽ kể cho các bạn nghe nha. Các bạn có nghe không? Xin mời bạn Thu Huyền đi. Thích gọi bạn Thu Huyền à. Bạn Thu Huyền ơi, nếu mà mình nói như vậy thì các bạn nhỏ có thích nghe không? Mời bạn Thu Huyền. 0424. Dạ, theo em thì nói như thế thì các bạn nhỏ đã rất thích nghe rồi ạ. Nghe cũng đã thấy rất là hứng thú. Hứng thú rồi. Đã có sự thu hút với trẻ rồi. Dạ. Rồi, vậy là cũng mừng rồi. Dạ, cảm ơn cô Huyền nha. Thường thì bản thân Mẫn đi. Nghe xong đó mình không có chưa có hứng thú, mình không có nghe. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Thúy ơi, bạn Lê Thúy ơi, bạn N76, bạn Thùy ơi, hai mẹ con bạn ơi, bây giờ nè, mình sẽ cùng nhau bước vào một hành trình buổi tối ngày hôm nay. Rồi các bạn ơi, rồi bây giờ mình hãy cùng nhau chuẩn bị nè. Xin mời các bạn hãy cùng nhau ngửi cuốn sách của mình đi. Bắt đầu ngửi đi, có mùi gì không? Bạn Thành ơi, bạn Châm Võ ơi, bạn Xuyến ơi, bạn Hòa ơi.
thử đi. Tất cả các bạn hãy cầm sách lên, ngửi thôi, thử nó có mùi gì không. Ôi, cái mùi này lâu lắm rồi mình chưa đọc sách. Sách nhiều ở nhà nhưng mà có đọc đâu. Thật ra là lạ quá. Chứ thường là, thông thường là sẽ là thơm lắm. Ôi tuyệt vời, tôi thơm lắm. Cái này là thơm tuyệt vời, sách một cửa sổ tâm hồn đầy cao quý, tuyệt vời, nhưng mà có đọc đâu. Nên thành ra ngửi ra toàn là sách mới. Toàn là sách mới. Có mùi hôi nữa, để nhét trong xác ở trên trong. Bây giờ là đây là game trò chơi kiểm tra của cái đọc sách. Nghe ngửi thấy cái mùi hôi hôi quá, ít đọc. Rồi các bạn, tay mắt mùi mẹ mẹ, tay mắt và sách, nó phải là một. Bây giờ mình thử ha, mình thử cùng nhau kết nối với một số bạn để có thể chia sẻ cái cách của mọi người thường hay kể cho những người bạn nhỏ mà mình có duyên mình gặp bằng những cái cách như thế nào. Hồi nãy khi tam giác đầu tiên của Na cũng có chiếu lên đó. Chắc là mời bạn Thùy đi, bạn Thùy N76 ấy. Đó, bạn tổ chức mở lên giùm cho bạn ấy ha. Dạ rồi, ghi bạn ấy lên luôn cho bạn ấy bắt đầu. Bạn ấy sẽ kể câu chuyện này. Mời bạn hãy. Chào con trai. Hãy chào con kìa. Chào con trai nha. Con chào thầy đi. Hello con trai. Con chào thầy. Con trai biết thầy Mẫn không? Dạ không. Làm sao mà con biết được. Mẹ con cũng không biết đâu. Dạ. Rồi thầy Mẫn được lắm. Cảm ơn con. Rồi bây giờ dạ chào mẹ. Hãy thử nếu như mình có trong tay một cái tờ sách, một cái trang sách, không sao, để bạn tự do, không sao cả. Mình hãy thử làm gì đó mà mình có thể kể được, mình có thể nói được một cái điều này dành cho các bạn nghe mà không mà cái cách của mình thường làm á. Xin mời mẹ. Câu chuyện gì cũng được. Mình đang mở câu chuyện gì đó. Ở đây là cuốn sách Diệu Học của Mỹ Nhân ạ. Thường em kể cho cháu nghe cuốn sách này. Thì cháu có lật ra và cháu hỏi là, cháu nhìn vào đây thì cháu hỏi là vì sao cái hình này nó như thế này, vì sao ông này ông quỳ như thế này. Thì giờ thì em mới nói là bây giờ bố thì sẽ kể cho con nghe thử. Bây giờ mình đọc cái này mình nghe thử xem là vì sao mà ông này ông ngồi như thế này, hoặc là có con chim, hồi nãy nó có con chim bị thương thì bạn hỏi là vì sao nó bị mũi tên bắn vào người. Thì em mới nói là bây giờ để bố thì sẽ kể cho con nghe thử xem thử là vì sao nó bị thương. Và thế là mình đọc, mình kể qua, mình đọc qua một lần cho bạn như vậy ạ. Tất cả là quyền lực là ở bố Kiệt. Bố Kiệt đọc chuyển qua cho bố. Cảm ơn con. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha, đã chia sẻ về cái cách mà gia đình mình chúng ta đang cùng chơi với sách. Xin cảm ơn. Rất là thú vị ha. Cả nhà hãy thả tim cho hai mẹ con đi cả nhà ha. Mình truyền cảm hứng cho nhau một buổi tối đầy lạnh lẽo nơi các tỉnh. Cả nhà hãy thả tim cho hai mẹ con ha. Rồi, xin cảm ơn. Chắc là Mẫn mời thêm thêm chị Hòa đấy ha. Cô Hòa đi, cô Hòa 1064 á, cô Hòa N65 á. Thấy nhà cô đẹp quá nên em để ý, em gọi luôn. Đằng sau nhà đẹp quá. Dạ, mời cô Hòa, ban tổ chức mở lên cho cô Hòa nha. 1064 N65. Dạ rồi, cô Hòa đã xuất hiện rồi. Đó, thấy chưa? Chiếu gần lên, to lên. Cả nhà thấy nhà cô Hòa có đẹp không? Cảm ơn bạn. Dạ, chào cô. Cô đã có đang có một cuốn sách nào bên cạnh không? Dạ.
Dạ rồi, bây giờ cô thử mình kể một cái đoạn, một cái câu chuyện nào mà cái cách mà cô thường kể cho các bạn nhỏ hay là một ai đó nhỏ nhỏ nghe. Cái cách mà mình kể đó, cầm cuốn sách là mình kể cho các bạn nhỏ nghe nha. Dạ. Hoặc là mình có thể nói cũng được. Mình thì không phải là giáo viên. Dạ. Và thật sự là cũng tham gia cái hành trình này cũng mong muốn để cho bản thân mình bắt đầu tập những cái thói quen đọc sách. Mình trước đây cũng chưa đọc sách. Nên là cái khả năng mà truyền đạt công việc cũng như cái chuyện của bản thân mình cũng chưa được tốt lắm. Nhưng mà thật sự là không giống như là khi tham gia hành trình này rất ấn tượng về nhà cô Kim Dung cũng như là cô Na, thì cái cách nhất là cô Na, cái cách cô tổ chức những cái trò chơi hay là tổ chức những cái xấu đấy cũng phải là rất là học hỏi. Vì đang trong một cái cuốn sách đó thì như bản thân mình làm nói là mình cũng mới đọc, mới tham gia đọc gọi là đọc sách tinh hoa nên chưa đọc nhiều, nhưng mà có một số cuốn sách cho mình ấn tượng, ví dụ như đọc quyển Đắc Nhân Tâm chẳng hạn. Như là khi đọc quyển Đắc Nhân Tâm thì mình nhìn thấy có những cái nguyên tắc trong cái quá trình trong cái cuộc sống hàng ngày, đọc thì rất là đơn giản nhưng mà để thực hành theo những cái này thì mình thấy rất là hay, và bản thân mình cũng đã áp dụng vài nguyên tắc thì mình thấy là như người với nhau, người với nhau, để nhau chúng ta mà cứ bao dung yêu thương thì mọi chuyện đều sẽ là hòa giải, đều là vui vẻ cả. Mình thấy là cũng giống như nói về cái bản thân người phụ nữ thì đúng là người phụ nữ là được người ta nói là trụ cột cảm xúc của gia đình. Và khi mình thấy rằng khi mình biết đọc sách, mình biết những cái thì gần như mình sẽ đưa gia đình mình hạnh vào những cái mà rất là hạnh phúc vui vẻ hơn. Đó là xin chia sẻ một cái nội dung của mình. Còn về nói đến mà kể chuyện thì chắc là mình chưa có khả năng, đang trong quá trình học hỏi. Cảm ơn cô Hoàng. Vậy nè cô Hoàng, sẽ ngày xưa là mình đã kể rồi mà, nên thành ra là yên tâm đi, không ai có hay không có hết đấy, mà nó ở đâu ở bên trong đó, đến nhân duyên nó đủ đầy, đủ nắng, đủ hoa, đủ nước, đủ phân bón, đủ gì đó thì nó lên thôi đó. Hôm nay cô Hòa gặp bạn Mẫn là cô Hòa yêu kể chuyện ngay. Cảm ơn bạn. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà hãy thả tim, gửi một lời yêu thương nào đến cho cô Hòa. Xin cảm ơn cô. Chắc là Mẫn sẽ mời tiếp. Mẫn sẽ lật ra trang sau. Nhìn thấy ai đang nhìn mình. Thấy bạn tổ chức thành mình để hai cái đầu, để cái nhân vật gì nhìn mắc cười quá. Mời Mẫn mời thầy, hình như là thầy Nho. Con thấy thầy Nho á thầy ơi. N290475. Con mời thầy Nho đi. Đó, cả nhà mở lên giúp cho thầy Nho nha. Xin chào cả nhà nhé. Dạ, con chào thầy. Chắc là con gặp là con phải chào thầy. Nhìn thầy giống như là thầy đang công tác giảng dạy ở trường đúng không thầy? Đang giảng dạy ở trường ạ. Dạ. Dạ thầy, nó rồi rồi, tuyệt vời rồi. Thầy có cuốn sách ở bên cạnh không thầy? Thầy có cuốn sách rồi. Dạ rồi, bây giờ đây là cơ hội cho thầy để thầy thể hiện năng lực gọi là siêu nhiên kể chuyện của thầy cho các bạn nhỏ nghe. Rồi, bây giờ thầy mở ra một câu chuyện nào đi thầy. Có một câu gì đi. Bây giờ nè, thầy thử nếu con chưa biết cách của thầy ha. Ví dụ thầy thử cầm sách đi. Hai cái tay. Đấy, một cái ngón sỏ vô đây. Dạ rồi. Rồi bây giờ thầy có khoảng 2 phút để thầy làm sao thu hút kể câu chuyện này cho các bạn nhỏ nghe nè. Bắt đầu có bạn Mẫn với mấy bạn nhỏ nghe nè. Vô. Xin mời cả nhà nghe câu chuyện nhé. Dạ. Rồi, xin các thầy giới thiệu cho cả nhà chuyện Duyên Lành Định Đạt Kim Phật Giáng Sinh.
Đây là một câu chuyện rất hay về nói về Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Khi sinh ra thì đã được ý trời đặt cho tên là hiệu là Kim Phật. Thì là cái biệt danh của Phật Hoàng Nhân Tông đã được nhà vua đặt cho rất là ý nghĩa, để sau này là nhà vua phát triển sau này trở thành Phật. Muốn nghe chuyện này xin mời các bạn tập trung và mở sách đọc thì sẽ hiểu thêm cái nội dung chuyện. Xin mời nhà cả nhà cùng đọc nhé. Yeah. Vâng. Trong này có rất nhiều hay mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một trong những người khai sáng phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, khai sáng đất Phật của khu vực Yên Tử cũng như của Việt Nam là phát triển rất mạnh, khai sáng cái nền văn hóa cho đạo Phật của Việt Nam. Xin mời cả nhà tiếp tục suy nghĩ và nghiên cứu. Xin chào cả nhà. Dạ. Rồi. Con cảm ơn cả nhà hãy chia sẻ một điều gì đó đến cho thầy Nho nha. Con cảm ơn thầy. Thầy dở ra đúng trang Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thầy giới thiệu, tức là thầy dở ra đúng chỗ thầy thích á. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Dạ rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát lại một chút nè. Chắc là mỗi thầy cô, mỗi anh chị sẽ có rất nhiều cách kể khác nhau. Nhưng mà cái điều đầu tiên, hãy thử xem rằng là trời ơi sao mọi thứ của cái cuốn sách này nó hay đến lạ kỳ. Nó như là một phần của đứa trẻ. Mình cả nhà hãy bắt đầu cảm nhận thử ha. Cái cuốn sách này nó là một cái gì đó nó rất là gần gũi với các trẻ. Mà muốn gần gũi với nó, gần gũi với các con thì mình phải rất là yêu thương, gần gũi với nó. Cảm nhận, có đôi khi mình cảm nhận được cái điều gì từ trong sách này. Ví dụ cả nhà thử ha. Mình cầm, mình có thể là có rất nhiều cách cầm. Mình có thể cầm sách ở đây, mình nếu mà để cái câu chuyện, mình có thể đưa một cái ngón tay vào đây để mình di chuyển trang giấy thôi cho nó dễ dàng. Đó, chẳng hạn như vậy. Mình cầm ở đây. Vậy thì cái tương tác của mình, cái tương tác ở đây là bắt đầu mình trò chơi với nó nè. Mình tương tác với nó bằng tay, bằng mắt, bằng cả cơ thể. Mình kết nối được để mình kể. Các bạn ơi, các bạn có biết không? Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe cái câu chuyện này. Abraham Lincoln, các bạn ơi, các bạn, ai trong số các bạn có biết Abraham Lincoln nào? Giơ tay lên cho thầy Mẫn xem, giơ tay tại nhà thôi. Ai đã biết Abraham Lincoln, mình cùng tương tác với nhau nha cả nhà. Các bạn nhỏ ơi, tối rồi. Rồi, có bạn Dung 6 tuổi giơ tay nè, bạn 0003 chống càm không giơ tay nè. Bạn Thanh Minh không giơ tay. Bạn Thủy Ngọc 0515. Có bạn nhỏ đằng sau muốn đưa tay nhưng mà bạn lớn đằng trước đang ghi cái gì đó. Bạn Lê Hoa, bà đó, bạn áo ấm, bạn Lê Thị Minh Hương đeo kiến quân ngầu luôn. Bạn Nghi Quỳnh nhìn lên màn hình thấy nghi ngờ quá, hai chân mày nheo lại kìa. Yeah. Rồi. Xin cảm ơn cả nhà. Bắt đầu tự nhiên hút hút vô đó, chú ý là các bạn. Abraham Lincoln nhớ điều ông nhớ nhất là gì? Và cái điều mà cả nhà mình, các bạn nhỏ nhớ nhất là cái gì các bạn? Chắc chắn luôn trong số các bạn có rất nhiều bạn đã biết về Abraham Lincoln. Đầu tiên, ông ta là một người có râu ria rất là nhiều. Đó, các bạn nhìn đi. Thấy chưa? Các bạn thấy râu ria của thầy Mẫn chưa? Abraham Lincoln đệ nhị, gần giống. Tay ổng sao? Tay ổng rất là dài, dài tới đầu gối. Không tin các bạn, đứng lên, các bạn đứng lên đi. Rồi mà các bạn đứng lên đi, đứng lên, các bạn đứng lên, đo thử tay chân của bạn tới đâu. Rồi mình đo đi. Đó, có bạn Dung 6 tuổi nhiệt tình đo luôn kìa, đưa lên tới gối luôn con gái ơi. Đúng rồi. Rồi,
bạn Nguyễn Cao Diệp vẫn còn chống chống kèm suy tư vì đó không có đưa xuống chân. Rồi ok ok đó. Và rồi và trời ơi nhiều chữ lắm, mẫn đề môn xíu cho cả nhà thôi, nhiều chữ lắm. Vậy thì có hai điều cả nhà, mình nếu mà mình đọc mình sẽ có gọi là kể chuyện hay là mình đọc chuyện. À, Abraham Lincoln là một vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ, người được vinh danh là nhà giải phóng vĩ đại vì đã có công xóa bỏ chế độ nô lệ phi đạo đức. Mình đang đọc chuyện, mình đang chơi mình. À, mình đang chơi mình. Bây giờ mình kể thì thật sự kể là cả hết tâm trí, cơ thể con người, cái miệng, cái răng, cái môi, cái lưỡi, mọi thứ, con mắt, mọi thứ. À, mình đều thể thả vào đó. Vậy thì tại sao mọi khi mà Mẫn làm cái điều đó, cả nhà bắt đầu có sự chú ý. À, có đôi khi Mẫn nói bạn Nghi Quỳnh nhìn thấy Nghi, bạn nhìn vô hai chân mày, bạn nhìn thẳng vô đây, bạn không tương tác gì hết mà bạn nói trời sao ông này ông nói cái gì vậy ta. À, hay là bạn Doãn Trung Hải, bạn Doãn Trung Hải đang nhìn cái gì đó. À, mà đang không, hình như đang không có nghe cả chuyện hay sao á, hay là bạn Mỹ Hảo nghe bạn Mẫn nói xong đi cười mỉm mỉm. Mọi cái nó không còn ở cuốn sách này, nó ở tất cả các giác quan. Thì các bạn nhỏ khi mà ở online hay offline á đều có một cái xu hướng, đó là các bạn ấy đang đồng hành với mình. Và mình cảm thấy rất là vui cái điều này nha. Mẫn cũng vậy đó, Mẫn thấy một chồn mọi người bắt đầu chú ý, mọi người kết nối, mọi người cười, mọi người thoải mái là tự nhiên mình thấy vui, mình có cảm hứng mình kể tiếp. Nếu không là mình sẽ ngồi buồn chán, suy nghĩ về nước Mỹ. Mặc dù nước Mỹ lúc này lạnh lắm. Thì đó là một cái, đó là một điều. Nhưng cái này á, cả nhà nó có hai điểm chú ý. Có đôi khi mình cảm giác nó hơi bị ngượng ngạo á. Sao thấy tự nhiên cái này đi làm chi gì trời, sao nó ngượng ngạo vậy? Mình thân to lớn gì, nghĩ làm sao vậy mà mình đi làm ngượng ngạo vậy? À, đó, cái suy nghĩ đó đôi khi nó xuất hiện nha. Cái thứ hai là mình sẽ quen với cái việc là đọc truyện. Mình hay đọc lắm, mình sẽ đọc. À, ví dụ như cô Mỹ Thủy sẽ đọc. À, chỗ đúc kết mình cũng đọc luôn. Vậy thì bây giờ ví dụ như Mẫn mới đọc xong còn đoạn này thì Mẫn sẽ liên kết đến một tình huống thực tế trong lớp học xảy ra. Dạ các bạn nhỏ ơi, bây giờ nếu như trong tay con có hai viên kẹo mà con chơi với hai đứa bạn, nghĩa là tổng cộng con đang có một nhóm bạn ba người, thì theo con, hai đứa bạn con nó thấy hai cái kẹo của con nó ngon quá, bây giờ con, theo con tình huống này con sẽ làm gì? Rồi xin mời bạn thủ lĩnh Lan Hương. À, mời bạn thủ lĩnh Lan Hương, mời bạn hãy chia sẻ lựa chọn của con là gì. Bây giờ mình tương tác nè. Đó. Mời bạn, ban tổ chức mở mic lên giùm cho bạn thủ lĩnh Lan Hương nha. Thấy bạn chưa? Dạ rồi đó. Dạ rồi, không chưa nghe, bạn mở mic lên nhé. Dạ. Thầy cô nghe thấy em nói chưa ạ? Dạ rồi. Dạ, tuyệt vời luôn. Dạ. Dạ. À, trong tình huống như thầy đang nói là có hai cái. Không kẹo. Con. Dạ rồi, bây giờ con sẽ nói đi con. Bây giờ con sẽ làm gì nào? Dạ. À, dạ. Thế thì nếu mà con có hai cái kẹo như vậy thì con sẽ làm gì với hai cái kẹo như thế? Con ăn có hai đứa bạn nữa. Là... Vâng, con ăn một mình hay là con muốn là để chia sẻ cho các bạn. Mình có thể đặt một cái tình huống cho các con đúng không? Hay quá. Tức là mình hỏi các con, theo các con bây giờ cũng có hai viên kẹo mà cũng có hai đứa bạn. Bây giờ con sẽ ăn một mình hay là sẽ con có giải pháp nào? Thì ý của con, ý của con ở đây đó là mình kết luận, đúc kết một là các con phải có sự bình đẳng, có phải sự sẻ chia. Nhưng nếu như mình nói á thì thực sự các con không có cảm nhận được. Các con không có cảm nhận được. Vậy thì có một cái điểm thưa con cảm ơn cô Lan Hương nha.
cô cứ ở đó, cô cứ ở đó. Con nói tiếp cái ý này để cho cả nhà cùng nghe luôn. Đó là có một cái điều là chúng ta sẽ bắt đầu quan sát các cái tình huống mà nó thường xảy ra trong lớp học đó. Giữa các bạn với nhau thường xảy ra, và mình và giống như là mình là một nhà quan sát thì mình phải nắm bắt được các cái tình huống ở đó. Các bạn ngồi ngồi bên trái, ngồi bên phải hai bạn thường xảy ra cái gì? Hay là nếu như các bạn ở vùng cao thì điều đầu tiên là cái thời tiết của bạn khá là lạnh, các bạn đã quen với điều đó. Vậy thì mình sẽ thấy được cái nhu cầu của đứa trẻ ở khu vực đó là gì. Hay là các con sống ở trong các cái điều kiện khác nhau thì mình phát hiện ra các con có những cái điểm gì đặc biệt, để mình phải nắm bắt được những cái chuyện đó, để mình khi mình kể, mình tương tác cho các con bằng những cái câu chuyện đó, mình phải lấy ra các tình huống thực tế thì câu chuyện này nó tự nhiên nó trở nên sống động. Mỗi câu chuyện em tin chắc là các thầy cô sẽ biến nó thành sống động. Nếu như chỉ cần mình lấy cái ý số 2 như em chia sẻ là hãy lấy những cái tình huống thực tế xảy ra đối với các con tại các vùng miền, tại các lớp học đặc thù để mình đưa vào trong mỗi câu chuyện đó. Dạ, đó là cái ý mà con muốn chia sẻ với cả nhà. Con cảm ơn cô Lan Hương nha. Yes. Cô hãy kết nối với mọi người một chút nữa được không cô? Con thấy cô rất là điềm đạm, rất là từ đầu đến giờ cô ngồi nghe chăm chú lắng nghe lắm. Con muốn cô giới thiệu chia sẻ mình một chút cho mọi người đi. Mời cô. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy Ngọc Mẫn ạ. Vâng. Lan Hương xin tự giới thiệu tên đầy đủ là Phạm Thị Lan Hương. Quê thì ở Hưng Yên nhưng mà đang làm việc ở doanh nghiệp ở Ninh Bình ạ. Đợt này là cũng tham gia hành trình văn hóa đọc vùng cao, là cũng có cái ước nguyện là đồng hành cùng với các thủ lĩnh, các người trí tuệ Việt Nam là đi đến hai điểm trường, là trường trung học, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tùng Vài, và trường trung học cơ sở Chín Mần Hà Giang ạ. Dạ, đi sẽ đi vào ngày từ ngày 29 đến ngày 31 ạ. Vâng, rất là vui và rất là biết ơn hành trình, biết ơn các thầy cô Na rồi thầy Mẫn đã hôm nay đã hướng dẫn một lần rồi ạ. Cô Na là hướng dẫn một lần rồi và hôm nay sẽ hướng dẫn thêm một lần nữa để chuẩn bị cái hành trang cho chúng tôi chuẩn bị đi đến các điểm trường tương tác với các em học sinh ạ. Và biết ơn các thầy các cô rất là nhiều ạ. Dạ, con cảm ơn cô, quý quá cô lan tỏa, cô chia sẻ và đồng hành cùng mọi người. Cảm ơn cô, con cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ thưa cả nhà, bây giờ có một điều nữa, con sẽ đọc một bài thơ cho cả nhà nghe. Giới thiệu với cả nhà. Đây là một cái tập thơ rung cảm đầu đời của bé Lê Quốc Chiều. Bé nhỏ nhắn xinh xắn, hiện bé đang diễn giải rất nhiều, chia sẻ rất nhiều câu chuyện đời sống và hướng dẫn cho rất nhiều bạn trẻ. Dạ, đó là thầy Minh Niệm. Dạ, đó là thầy Minh Niệm. Thì bây giờ trong cái này con đọc cho cả nhà nghe đoạn thơ. Nghe đoạn thơ để bắt đầu mình cảm nhận thôi. Cùng với con nha. Rồi xin mời cả nhà thấy chưa, thấy rõ chưa ạ? Rồi ạ. Dạ rồi. Dạ, trong này có một cái đoạn thơ đó là thắc mắc bài con bò được không ạ? Không, chứ đây là không phải là chuyên mục đọc thơ theo yêu cầu. Thôi xin mời cả nhà cùng thưởng thức cái bài thơ thắc mắc. Tại sao mà Mẫn muốn đọc cho cả nhà nghe bài này, mời cả nhà cảm nhận nha. Sao mặt trời phải lặn, tối chim phải về rừng. Nghe thấy bắt đầu kỳ kỳ rồi đó. Sao mặt trời phải lặn, tối chim phải về rừng. Sao lá vàng phải rụng, khô cạn những dòng sông. Sao phải buồn phải giận, không thể nhìn mặt nhau. Sao đời hay lặng đặng, quanh quẩn mãi thương đau.
Cô thích đọc mấy bài thơ này cho các bạn nhỏ nghe. Mỗi lần có được cơ hội kể chuyện, và bắt đầu mình chia sẻ thêm những cái câu chuyện là mỗi buổi sáng khi đến trường các bạn làm gì? Cả nhà cùng nhau hát một bài nhẹ nhẹ. Chào buổi sáng mặt trời. Và cả nhà tự hát ở nhà nha. 2, 3. Chào buổi sáng mặt trời. Cô Hương hát cùng với con luôn. 2, 3. Chào buổi sáng mặt trời. Đó, mà đạt coi như cô thấy không mới. Đó, mới sáng ra mở mắt ra chào mặt trời liền rồi. Rồi chào thêm cái nữa. Chào buổi sáng mặt đất. Bây giờ mình chuyển qua mình chào mặt đất. Dạ, bây giờ mình chuyển qua chào mặt đất nha. Chào buổi sáng mặt đất. Cảm ơn cô. Đó, hay quá. Thêm bây giờ gắn liền với tại sao chim phải bay về rừng nè. Chào buổi sáng đàn chim bay lượn. 2, 3. Chào buổi sáng đàn chim bay lượn. Chào buổi sáng hoa lá và em. Và em. Có cái bài gốc nó là bà cây ấy, nhưng mà con chế là và là em. Rồi cả nhà cùng với Mẫn với cô mình cùng nhau hát bài này trước khi cô Na có thông tin tiếp theo nha. Dạ, xin mời cả nhà mình cùng nhau hát 4 câu của bài này để mình kết nối với nhau trong một buổi tối nha. Dạ rồi, 2, 3 cả nhà cùng nhau hát ở nhà nha. 2, 3. Chào buổi sáng mặt trời. Chào buổi sáng mặt đất. Chào buổi sáng đàn chim bay lượn. Chào buổi sáng hoa lá vàng. Dạ rồi. Đó. Ban tổ chức vừa lỡ tắt mic thầy nên thầy mở lại giúp em ha. Trời đất ơi, vậy là chứng tỏ là ban tổ chức nói hát dở quá, không cho hát chứ gì. Rồi, cái câu sau nó cũng rất là vui, đó là ý nghĩa xa phải buồn phải giận, không thể nhìn mặt nhau. Thường các bạn nhỏ tức giận, giận ai đó, đâu có nhìn mặt nhau đâu. Rồi cô Hương ơi, và ban tổ chức có nhớ là có những lúc mà mình giận ai đó, đôi khi mình đâu có dám nhìn họ đâu. Mình không dám nhìn. Các bạn nhỏ trong lớp cũng vậy, tôi bo xì bà nha, tôi không có chơi với bà nữa nha. Nghỉ chơi à. À, tất cả những cái điều đó thì mình lồng ghép vào trong những cái câu chuyện, trong những cuốn sách, trong những bài thơ. Nó có rất nhiều chất liệu để cả nhà hãy cùng đưa vào thêm cùng với bộ sách Gieo hạt vị nhân, những tập thơ của các thầy. Và vẫn có một cái nhân viên hôm nay chia sẻ với cả nhà một cái cuốn sách, một câu chuyện mình rất là thích, là câu chuyện con gà đẻ trứng vàng. Mình rất là trên YouTube mà vẫn có hay kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Mình thích câu chuyện này, thích cái hành trình của cái con gà. Và con gà, đặc biệt là sư ông Nhất Hạnh đặt là con gà Thinh Tâm, cậu bé Tâm, con gà nữa. Và rất là được truyền cảm hứng từ câu chuyện này. Và cả nhà hãy thử bắt đầu tìm hiểu câu chuyện con gà đẻ trứng vàng. Bắt đầu mình ở nhà, bắt đầu nha. Tối bắt đầu ở nhà, ai mà các ba các mẹ là có con á, rồi bắt đầu đừng có kể liền. Mình đi núp trong phòng, hay là mình đi, hay là chỗ nào đó các thầy cô, rồi mình tìm cái chỗ mình ngồi đó, xong đầu mình tập kể trước, xong mình quay video đồ, mình coi thử, mình nhìn vô coi khuôn mặt cử chỉ điệu bộ của mình, coi nó gớm làm sao, nó cứng làm sao đó, nó ngại ngùng làm sao. Rồi bắt đầu cái mình bắt đầu kể thiệt. Bắt đầu các bạn nhỏ, đây cô kể cho nghe, đây ba kể cho con nghe. Bắt đầu mình kể
trước khi mình đi vùng cao mình thử thủ sẵn một vài câu chuyện đây rồi đây nè, rồi những cuốn sách gieo hạt vĩ nhân nè, đặc biệt là những cuốn sách trong gieo hạt vĩ nhân, mình hãy thủ lựa chọn vài câu chuyện độc đáo trong đây, bắt đầu mình tập kể, mình truyền cảm hứng. Thì cái đúc kết lại muốn chia sẻ với cả nhà là tối hôm nay con muốn nói đến hai điều thôi. Một thì mình muốn mình đang truyền cảm hứng, mình đang kể cho các con nghe, các thì mình dần dần mình sẽ biến mình thành đứa trẻ và mình phải trẻ lại đó, cả nhà thấy không, trẻ giống như Mẫn gì đó, lúc nào cũng trẻ trung, râu hơi nhiều nhưng mà không sao, vẫn trẻ rất là trẻ, và chỉ khi nào mình là đứa trẻ thì mình mới chơi được với đứa trẻ thôi. Nói nôm na là vậy, nhưng nói bên trong sâu tâm hồn thì cái tâm lý và cái suy nghĩ của mình đó, nó sẽ trở nên rất là trẻ trung nữa, tức là mình được lợi luôn, mình kể cho các con nghe mà mình càng ngày càng trẻ trung, rồi nhiều khi nhân tướng nó thay đổi, nó xinh đẹp hẳn ra nữa đó. Rồi chưa kể nữa, cái ý số 2 cũng muốn chia sẻ với cả nhà đó là mình sẽ bắt đầu hành trình kể chuyện, mình đừng có đọc, mình sẽ không đọc chuyện nữa. Mình không đọc chuyện nữa cả nhà. Kể chuyện đó rất là thú vị. Kể chuyện là cả đầu óc, tâm hồn, mắt tai mũi lưỡi, tay chân, mọi thứ nó trở nên rất là sống động. Và mình bắt đầu kể. Không đọc nữa, từ nay quyết tâm. Tôi từ đây quyết tâm không đọc nữa, tôi chỉ kể thôi. Và cái ý cuối cùng không mà ý này xong một ý cuối cùng. Ý này là đó là mình sẽ phải luyện tập. Hồi nãy con nói trốn vô toilet, trốn vô phòng ngủ, trốn chỗ kỹ lưỡng gì đó cho các thầy cô là thiệt á. Mình phải đi tìm chỗ không có được ai manh động, bắt đầu ngồi im, bắt đầu cảm nhận, tập kể. Đảm bảo với cả nhà luôn, chỉ cần lấy một hai câu chuyện thôi, đừng có đọc nhiều. Lấy một trong hai cái câu chuyện trong đây mình thích nhất, sau đó mình hãy tìm một nơi vắng vẻ nhất, yên tĩnh nhất, mình bắt đầu mình tập, mình kể, tập kể, mình làm tứ lung tung. Tại vì lúc đầu mình làm thì mình sợ ai nhìn quá thấy kỳ quá, thôi mình núp cho nó chắc. Khi nào mình ok rồi bắt đầu mình phóng ra là mình sẽ tập, mình làm tất cả mọi thứ đủ được các kiểu hết thử. Nhớ đặt cái điện thoại quay lại, sau đó nhìn lại cái điện thoại đó, xem coi nó làm sao. Như con này nói là nó có gớm như thế nào, mình xóa rồi quay lại. Đó. Rồi và cái cuối cùng, cái điểm cuối cùng nè, là hãy mượn, vay mượn. Giống như chúng ta hay nói là chúng ta là tặng phẩm của đất trời, chúng ta hãy vay mượn nhiều yếu tố. Thơ, văn, thơ ca, nhiều thứ. Nhưng đặc biệt phải luôn luôn lấy những cái yếu tố thực tế của cái tuổi mà chúng ta muốn kể cho các con nghe. Ví dụ như mình lên đó mình gặp mầm non nhiều thì nó sẽ khác. Tiểu học nó sẽ khác, cấp 2, 3 nó sẽ khác. Và mình hãy thử xem, mình chỉ cần ngồi suy ngẫm thêm là cái chuyện gì mà các con nó hay gặp đó trong đời sống. Và hãy lấy cái đó ra. Dạ. Rồi con có 4 ý rồi, con hết rồi. Dạ chắc là nãy giờ con nói với cô Lan Hương xong riết rồi, con xưng con quen miệng rồi. Dạ cảm ơn cả nhà, cảm ơn cô Hương và xin cảm ơn tất cả các ba mẹ, các thầy cô tối ngày hôm nay một ít thời gian, nhưng hy vọng rằng truyền cảm hứng, thổi lửa, không biết có cháy không, nhưng mà hãy thử xem. Mẫn nói đừng có tin, hãy thử làm đi rồi đừng rồi tự tin, đừng có tin vội nha. Dạ xin cảm ơn cả nhà, trả mic lại cho cô Ngọc Anh 3 tuổi. Dạ hoa tay. Một rừng hoa tay dành cho thầy Mẫn, bạn Mẫn nhiều của chúng ta phải không ạ? Rồi, cảm ơn thầy Mẫn rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta được trải nghiệm rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta vừa được hát này, vừa được vẽ này, vừa được chơi trò chơi này. Và cảm ơn thầy Mẫn, vừa rồi thầy Mẫn cũng nhắc đến thơ, thế là em cũng có một câu thơ nho nhỏ dành tặng thầy Mẫn. Thầy Mẫn sẵn sàng nhận qua chưa? Dạ. Yes. Ok, một câu thơ dành cho thầy Mẫn ha. Hôm nay thầy Mẫn tới đây, cùng mang bí kíp với đầy yêu thương. Biết ơn thầy đã làm gương, cho thầy cô giáo con đường sáng tươi. Cảm ơn thầy. Trời ơi, hay quá. Cảm ơn cô Ngọc ạ. Dạ.
Và rồi cảm ơn thầy Mẫn rất là nhiều, và chúng thầy Mẫn còn rất là nhiều những cái bí kíp nữa. Và nếu như mà chúng ta muốn có được những cái bí kíp của thầy Mẫn thì hãy chịu khó mò mẫm lên những kênh YouTube của thầy, hay là liên hệ trực tiếp với thầy. Còn cách nào để liên hệ thì em không biết nha. Em không bật mí nha. Bật mí là sợ bị mất. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một nhân vật khác. Đây, nhân vật đó sẽ xuất hiện. Một nhân vật mà sẽ cho chúng ta biết nhiệm vụ trong tuần tiếp theo của chúng ta là gì. Xin chào tất cả các bạn, mình là Sao Đỏ Dễ Thương. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhiệm vụ trong tuần này của chúng ta. Trước khi mà chúng ta quay trở lại tiếp với cả thầy Mẫn và với cả bé Na 3 tuổi, phần cuối chúng ta sẽ có phần hỏi đáp và tư vấn chi tiết hơn nữa và những trò chơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ của ban tổ chức. Trong tuần tiếp theo chúng ta sẽ có bài tập tuần. Và các bạn biết không, chặng này là chặng cuối rồi đấy ạ. Chúng ta sắp phải xa nhau, chính vì thế nên hãy cố gắng trọn vẹn và dành hết những sự nhiệt huyết của mình cho chặng cuối này ha. Rồi, chặng cuối thì nhiệm vụ của chúng ta như sau. Đây là chặng về đích, tốt nghiệp hành trình. Và tiêu điểm trong chặng này là thực tập các kiến thức đã được học vào đời sống, như là thói quen đọc sách, văn hóa đọc cho mình, cho học sinh, cho tổ chức và các giờ đọc hạnh phúc, hoạt động sáng tạo cho học sinh. Nhiệm vụ thứ hai, tiêu điểm trong tuần này là ôn lại toàn bộ kiến thức đã học trong hành trình. Và chúng ta sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp diễn ra trực tiếp vào tối thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022. Nhớ là năm 2022 nha các thầy cô, chúng ta sẽ không gặp nhau ở 2023 đâu, như thế thì xa quá. Và hoạt động thực hành trong vừa tuần này của chúng ta như sau. Phần quả xanh, xin mời các thầy cô ôn lại những kiến thức đã học và đọc hết hai cuốn sách Nghề Thầy cũng như cuốn sách Trưởng Thành Cùng Vĩ Nhân Bậc Minh Triết về Trần Nhân Tông mà ban tổ chức đã giao cho chúng ta. Nhiệm vụ thứ hai, phần quả vàng, chúng ta sẽ quay một video, trò chơi hoặc hoạt động sáng tạo với học sinh của mình. Với học sinh của mình ha. Nếu như thầy cô giáo nào mà đang không trực tiếp, nếu như thành viên nào không trực tiếp đứng lớp thì chúng ta có thể quay với con mình, bạn đồng hành của mình. Đừng bao giờ nói với ban tổ chức là tôi tồn tại một mình trong cuộc đời này nha. Và nhiệm vụ thứ ba, phần quả đỏ, đó chính là tổ chức một giờ đọc hạnh phúc cho học sinh đối với những thầy cô giáo đang đứng lớp, hoặc tổ chức một tiết dạy thử với các thành viên trong nhóm của mình đối với những đối tượng không huy động được học sinh. Những đồng đội của chúng ta sẵn sàng là học sinh của mình đấy. Quy định về trả bài, chúng ta sẽ chụp ảnh lại những phần đúc kết trong sổ tay nhật ký đọc sách. Và với phần quả vàng, chúng ta có thể gửi video lên ạ. Và chúng ta sẽ gửi ở đâu ạ? Chắc chắn là trong album nhà của chúng ta rồi đúng không ạ? Deadline cho bài tập này, à không, chúng ta nên gọi là tử tế like mới đúng. Cho bài tập này là 15 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Dạ, bài tập cho từ năm nay đến sang năm mới phải nộp, hy vọng rằng là chúng ta sẽ nộp bài đầy đủ nha. Cảm ơn tất cả các thầy cô, chúng ta đã đón xem cái phần nhiệm vụ tiếp theo của Sao Đỏ Dễ Thương trong ngày hôm nay. Rồi, xin chào tạm biệt bạn Sao Đỏ Dễ Thương. Có ai nở hoa cho Sao Đỏ Dễ Thương không ạ? Trước khi mà bạn ý rời đi. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, Sao Đỏ Dễ Thương xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những buổi tiếp theo. Và chúng ta sẽ quay trở lại buổi học ngày hôm nay với phần hỏi đáp. Nếu như thầy cô giáo nào chúng ta có việc bận quay trở về với gia đình của mình và các cái công việc khác thì chúng ta có thể rời đi, chào tạm biệt nhau. Còn thầy cô giáo nào muốn ở lại gom nhặt thêm bí kíp trong túi 3 gam của mình thì ở lại cùng hỏi đáp với cả bé Na và bạn Mẫn Nhi để hỏi đáp sâu hơn, tư vấn sâu hơn về những hoạt động trò chơi tương tác ha. Thế là ban tổ chức sẽ cho một bản nhạc gì đó nhẹ nhẹ để chào mừng các thầy cô giáo khi mà chúng ta rời đi. Còn ai ở lại thì chúng ta ở lại ha. Đã, cảm ơn các thầy cô rất là nhiều, chúng ta đã hiện diện và quay trở về tuổi thơ trong trò chơi ngày hôm nay. Thấy có cô, có bạn bạn Hậu đưa tay kìa. Thời tôi chưa biết rằng. Dạ, bạn Mẫn đợi một chút xíu để mở bài hát xong một lát nữa chúng ta cùng hỏi đáp ha. Em đọc sách đâu, mẹ nói sách cho mình rất nhiều. Dăm ba đoạn văn chép thì xong rồi quên. Cứ thế đời cuốn bao cuộc ưu phiền. Bạn bè
cùng sách tôi yêu rèn nghị lực, ước mơ tôi là học gương vĩ nhân. Tôi ơn người bạn tốt bên nhau cùng luyện rèn, ước mơ một ngày hiểu thấu ta mình. Rồi qua những lúc ôn bài không chú tâm học sâu, bài văn đã viết xong rồi câu chữ không vào đầu, lời cô nói ghi xong chép lại và thế thôi, mai một chúng ta lại quên rồi. Thấm thoát lại thấy tôi chẳng biết điều chi, lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì. Phải chăng lớn khôn hơn hay cả ngu ngốc hơn, tôi muốn chuyên tâm học thêm nhiều. Chưa nắng bên bờ sông, thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và lười. Lời mẹ nói không nghe, không thèm đọc sách đâu. Mẹ nói sách cho mình rất nhiều, dăm ba đoạn văn chép thì xong rồi quên. Cứ thế đời cuốn bao cuộc ưu phiền, bạn bè cũng a dua chơi bời và thắng thua. Chân lý không hay bằng sâu. Bài văn đã viết xong rồi câu chữ không vào đầu, lời cô nói ghi xong chép lại và thế thôi, mai một chúng ta lại quên rồi. Thấm thoát lại thấy tôi chẳng biết điều chi, lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì. Phải chăng lớn khôn hơn hay cả ngu ngốc hơn, tôi muốn chuyên tâm học thêm nhiều. À, cảm ơn bài nhạc có ý nghĩa của ban tổ chức ạ. còn nhiều quá. Không biết là hôm nay thầy cô có ở lại vì thấy người ta ở lại nên ở lại không. Nhưng mà dù sao thì cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Chúng ta ở lại với nhau và có vẻ như tới giờ này vẫn muốn chơi. Không biết là ban tổ chức có gì muốn nhắn nhủ tới các thầy cô không ạ? Dạ, hiện tại thì tụi em đang ở văn phòng và đang chuẩn bị cho hành trình vùng cao ạ. Em mọi người cùng xem với nha. Mọi người cùng xem cho một chút xíu cho mọi người cùng xem. Đây ạ. Đây em sẽ ghi lại nha. Thôi cả nhà quay lại. Tất cả các anh chị em ở văn phòng hiện tại đang rất là gấp rút chuẩn bị cho các trường vùng cao. Nhà chỉ có một lời gửi gắm đến các thầy cô là biết ơn các thầy cô dù là buổi tối chủ nhật rất là lạnh và vẫn tham gia Zoom rất là đông đúc ạ. Các thầy cô cùng chờ đón đội ngũ hành trình văn hóa đọc vùng cao đến với trường mình nha. Dạ, cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng gửi năng lượng tới cho ban tổ chức để ban tổ chức có thể dẫn dắt những con thuyền để cập bến tới những điểm trường mà chúng ta đã đăng ký trong hành trình này ha. Và như em được biết là cả ba miền Bắc Trung Nam đều có những cuộc hành quân rồi đấy ạ. Ở miền Bắc cũng có, miền Trung thì sắp có và miền Nam thì cũng đã có. Tối ngày mai thôi thì em cũng sẽ bay ra miền Trung và Nghệ An, sẽ gặp các thầy cô ở Nghệ An. Và sáng ngày mai thôi thì em cũng sẽ có mặt ở Đồng Nai các thầy cô, và cuối hành trình thì sẽ gặp các thầy cô ở Tây Bắc ạ. Rồi, cảm ơn thầy cô, và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục hỏi đáp và những nội dung cần thảo luận thêm ha. Và trước khi mà vào cái phần hỏi đáp đó thì còn một phần cũng khá là quan trọng mà em muốn chia sẻ cho các thầy cô, đó là từ đầu đến giờ chúng ta chơi rất là nhiều những cái hoạt động mà tương đối là động, đúng không ạ? Tương đối là động. Vậy thì trong một lớp học chúng ta cũng cần một vài những hoạt động tĩnh lặng, sâu lắng hơn một chút xíu. Thì đây là một vài những cái hoạt động tỉnh thức
quản lý lớp học bằng năng lượng tỉnh thức mà em muốn chia sẻ để các thầy cô, để chúng ta có thể tạo nên những cái không gian tỉnh thức trong lớp học của mình, những không gian sâu lắng hơn. Chúng ta có thể kiến tạo những hoạt động tỉnh thức trong lớp học bằng cách xây dựng văn hóa lớp học. Hôm trước thì em cũng có nói chúng ta sẽ xây dựng văn hóa lớp học bằng cách cùng con xây dựng văn hóa riêng của lớp học đó thì mới là văn hóa lớp học của mình, còn nếu không thì nó sẽ là của thầy cô, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể có thêm phần thiền sách, biết ơn sách bằng cách gửi lời biết ơn tới những cuốn sách, tới những người viết ra sách, tới những người biên soạn sách. Cuốn sách cũng chính là người bạn đồng hành không thể thiếu đối với chúng ta trong quá hành trình lan tỏa văn hóa đọc. Chúng ta có thể có những tiếng chuông tỉnh thức hay là những cái tiếng trống, bất kỳ một cái hình thức gì đó, để khi mà nghe tiếng chuông đó chúng ta có thể dừng lại, hít thở sâu, tập trung vào hơi thở, hoặc là tiếng chuông đó cũng là một cái hiệu lệnh để chúng ta duy trì sự ổn định trong lớp học khi mà muốn kéo cái năng lượng của lớp học quay trở lại. Ngoài ra thì cuối mỗi buổi học chúng ta cũng có thể có những cái giây phút ngồi tĩnh tâm, chọn cho các con cùng chọn những cái tư thế ngồi thoải mái, quan sát thân và tâm của mình để lắng lại sau một cái quá trình chúng ta cùng học, cùng chơi với những cuốn sách. Chúng ta có thể thêm phần thiền ca hoặc những bài hát vui vẻ, dễ thương, nuôi dưỡng tình yêu thương, cũng như là có những cái ngôn từ để lan tỏa văn hóa đọc, cũng như là kích thích các bé đọc sách nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng có phần thiền biết ơn ở cuối buổi học. Và bằng cách đó, chúng ta sẽ kéo năng lượng của các con về, trân trọng giây phút hiện tại, trân trọng những gì mà các con có trong buổi học ngày hôm nay, và trân trọng những trải nghiệm mà thầy cô mang đến cho mình. Đó là cái phần mà văn hóa tỉnh thức dành cho các thầy cô. Nếu như chúng ta muốn quản lý lớp học bằng năng lượng tỉnh thức ạ, thầy cô có thể comment xuống xem là mình thích nhất phần nào không ạ? Có thể comment xuống ngẫu nhiên mình thích nhất phần nào hoặc mình muốn đưa phần nào vào trong lớp học ha. Ôi, ở đây có một sự im lặng. À đây rồi. Thích đưa con nào vào lớp học? Không sao, nhân bản em ra là được. Nhân bản đã là được ạ. Dạ, thiền biết ơn, thiền sách ạ. Thích thiền biết ơn. Dạ. Phần thiền biết ơn là một phần khá là quan trọng ở trong buổi học đấy ạ. Để cho các con có một cái giây phút sâu lắng, tĩnh lặng lại vào cuối buổi học. Thích thiền ca, thích thiền sách. Các thầy cô biết không? Tất cả những cái phần này đều đã có sự đóng gói. Đều đã có đóng gói. Còn muốn làm như thế nào để có được những đóng gói đó của ban tổ chức ạ? Không, đó là bí mật. Không bật mí vì sợ bị mất. Các thầy cô tự tìm. Và tìm ai, tìm đến ai để biết đó thì cái người mà liên lạc với các thầy cô nhiều nhất có thể tìm ha. Lần này nhận quà không có dễ dàng đâu ạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Và còn rất là nhiều nội dung nữa muốn chia sẻ cho các thầy cô. Nhưng vì thời hạn không cho phép nên bây giờ chúng ta sẽ đến phần Q&A. Chúng ta sẽ cùng hỏi đáp ha. Nhưng mà các thầy cô, chúng ta có thể ấn nút right hand lên để dành cho bạn Mẫn Nhi cũng như là bé Na những câu hỏi xung quanh những cái chủ đề mà chúng ta đã thảo luận trong ngày hôm nay ạ. Ôi, đấy, cái tình trạng này lại diễn ra. Giữ im lặng để xem ai hỏi trước. Những giây phút đầu tiên ưu tiên thì chưa có ai hỏi, tới đoạn cuối cuối rồi tranh nhau hỏi thì lúc đấy ban tổ chức tắt zoom mất rồi. Tiếc quá, chúng ta lại ôm những sự tiếc nuối. Thì trong khi mà chờ một câu hỏi thì em xin phép được kể cho các thầy cô nghe một câu chuyện ha. Kể cho các bé nghe một câu chuyện nhé. Hôm trước thì bé Na có nằm một giấc mơ. Trong giấc mơ, bạn Na nhìn thấy một cuốn sách màu hồng rất là dễ thương. Trong đó còn có một hình thiên thần, có hai cái cánh màu trắng. Và em yêu thích cái cuốn sách đó, mê mẩn luôn, cảm giác được chạm tay và sờ tay vào cuốn sách đó. Thế là đang tính mở sách ra thì trời sáng, mẹ gọi dậy. Thế là cuốn sách yêu thích của mình rời xa mình. Buồn, ăn thật nhiều để nhanh đi ngủ, tối ngày hôm đó nằm mơ tiếp. May quá, trong giấc mơ
lại gặp cuốn sách đó. Tới đoạn mà cầm tay rồi, là cuốn sách màu hồng nha, có thiên thần cánh trắng nha. Chạm tay vào cuốn sách đó rồi, mở ra trang đầu tiên, có dòng chữ: xin chào bạn, đang kính đọc tiếp theo thì trời sáng, mẹ lại gọi dậy đi học. Cuốn sách lại biến mất. Chẳng biết làm thế nào. Thơ thơ thẩn thẩn cả một buổi. Đi học, bạn hỏi sao vậy? Thích cuốn sách trong giấc mơ. Máu được, lại quyết tâm ăn nhiều. Tối về, nằm ngủ, mơ tiếp. Em lại bắt đầu. Nhìn thấy cuốn sách màu hồng đây rồi. Trời ơi, lần này nó nằm trên kệ sách. Biết tên nhà sách đó luôn, nhà sách Nhã Nam. Cuốn sách màu hồng, có thiên thần cánh trắng, mở ra trang đầu tiên. Xin chào bạn. Chào mừng bạn đã đến với thế giới của riêng mình. Ủa alo, trời lại sáng hả? Cuốn sách lại rời xa tay mình. Và có thể cô biết không, em chẳng thể nào có được cuốn sách nữa đó nếu như mà em chỉ nằm mơ thôi. Và ngày hôm nay với cả các thầy cô cũng như thế. Chúng ta có rất là nhiều món quà, chúng ta có rất là nhiều những cái bí kíp cũng như là công cụ. Nếu như nó vẫn nằm ở trên giấy, nằm trên kho của chúng ta mà chúng ta không thực hành nó thì chẳng bao giờ những cái đó thuộc về mình cả. Vậy nên là tất cả những điều mà ban tổ chức đã chia sẻ cho chúng ta, chúng ta hãy biến nó thành của riêng mình bằng cách thực hành. Còn nếu không, bí kíp đó vẫn ở trong giấc mơ. Và một khi trời sáng, nó lại biến mất đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các thầy cô. Bây giờ chúng ta sẽ giải đáp ha. Em thấy có một vài câu hỏi. Nếu quay video một tiết đọc 35 phút thì dung lượng có đủ không? Ồ, có thể đủ, có thể không. Nhưng mà không sao cả. Thầy cô có thể cắt một đoạn ý nghĩa nhất trong video đó. Hoặc là cuối buổi mà chúng ta tổ chức hoạt động chơi, hoạt động tương tác với cả các con ấy, chúng ta quay lại một cái lời chúc, một lời chào hay một cái hành động gì đó. Miễn làm sao chúng ta trung thực đến tận cùng, chúng ta đã làm hành động đó. Còn nộp bài hay không là một hình thức để báo cáo với ban tổ chức mà thôi. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta đã làm. Một câu hỏi nữa là làm thế nào để đưa câu chuyện vĩ nhân vào trong tiết học? Làm thế nào để đưa câu chuyện vĩ nhân vào trong tiết học? Câu hỏi này sẽ dành cho bạn Mẫn Nhi ha. Bởi vì bạn Mẫn Nhi là người mà trong trường Tuệ Đức ứng dụng sách gieo hạt cùng vị nhân rất là nhiều ạ. Rồi xin mời bạn Mẫn Nhi. Dạ, mình có thể mở màn hình ghim cái còn hỏi cô hỏi câu hỏi đó luôn được không? Dạ vâng ạ, xin mời dạ. Thầy bạn Duyên Nguyễn ấn nút right hand để ban tổ chức có thể giơ tay ghim màn hình lên ạ. Rồi, đã được rồi ạ. Dạ rồi, chào cô. Dạ cô có thể mở mic lên cô hỏi lại câu đó luôn được không? Để mình kết nối luôn, mình giao lưu luôn, mình không có còn bị mic. Dạ, được rồi đấy cô ạ. Cô nói thử đi cô. Thầy Mẫn, chào cô La. Em có một câu hỏi đó là làm thế nào để mình trong các bài dạy tiết dạy của mình ấy có thể đưa các câu chuyện vĩ nhân đến với học sinh ấy. Theo phương pháp nào để cho nó có? Dạ cô ơi, cô có thể giơ mic sát vào một chút thì mình nói to hơn không ạ? Alo, cô nghe. Dạ em chào. Nghe được không dạ. ạ? Dạ được rồi ạ. Vì mấy bàn ạ, cho nên là nó cũng hơi nhỏ. Dạ rồi, em nghe rồi. Dạ, cảm ơn cô. Thì làm sao để đưa vào? Không biết làm sao phải đưa vào. Thực ra thì điều đầu tiên thì cho em hỏi là cô có thích bộ truyện này không? Cô có thích bộ truyện này không? Dạ, em cũng thích bộ truyện này ạ. À, cô đọc được nhiều chưa? Cô đọc được bao nhiêu bộ rồi? Chưa đọc được nhiều lắm ạ. À, chưa đọc được. Dạ. Rồi, như vậy thì theo chia sẻ cá nhân của Mẫn ấy, mình bước đầu tiên mình làm nó cũng với một cái tình yêu với cá nhân của mình trước. Tức là ví dụ như cô thử
chọn ra vài trang, vài nhân vật cô rất là thích trong cái bộ này. Và cô hãy kể, hãy chơi với những nhân vật đó thôi. Đôi khi phải tìm hiểu thêm thông tin những cái người nhân vật ở trong đó, vị nhân ở trong đó. Ví dụ như tìm hiểu đến một cái nhân vật nào thì mới có thể search, tìm hiểu trên Google thêm để đọc. Tức là có thể là nó ngắn gọn, có thể mình chưa yêu hết được. Thì hãy tìm thêm thông tin để mình yêu nó. Rồi nếu mà làm được cái bước này nữa là lan tỏa, và nó rất là hay, cô thử ha. Một là mình quay video, mình tập quay ở nhà thôi, nhiều khi đừng áp lực quay gửi cho cô Na ban tổ chức gì hết trơn. Quay ở nhà, quay phim, tập kể, tập đọc ở nhà với một cái, nó xem như một cái cách mình chơi với vị nhân vậy. Mình chỉ làm đơn giản vậy thôi, rồi một thời gian sau rồi Mẫn tin là cô sẽ tìm cách truyền cảm hứng được cho mấy đứa nhỏ à. Cô thử đi nha cô Duyên ha. Dạ. Dạ. Nếu mà lát nữa cô Na gửi cái link trên cái YouTube của Mẫn, Mẫn hay kể một vài câu chuyện thôi, kể cô thử nghe để cảm nhận nha. Em xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Duyên. Dạ, cảm ơn cô Duyên. Dạ rồi, cảm ơn cô Duyên Nguyễn, cảm ơn bạn Mẫn Nhi. Em xin được bổ sung một chút xíu. Câu hỏi là làm thế nào để đưa sách Gieo hạt cùng vị nhân về lớp học của mình? Bước thứ nhất, mua sách Gieo hạt cùng vị nhân. Đúng ạ. Bước thứ hai, tìm hiểu hướng dẫn sử dụng của sách Gieo hạt cùng vị nhân. Bước thứ ba, đọc kỹ lại những hướng dẫn mà ban tổ chức đã chia sẻ, những cái kỹ năng để ban tổ chức đã chia sẻ. Ở bước thứ tư, thực hành. Trong những cái đó thì em xin phép được gửi các thầy cô hướng dẫn sử dụng bộ sách Gieo hạt cùng vị nhân chuẩn bị xuất hiện trên ô chat nha. Ta-da! Đây, em nói rồi, muốn cái gì là có cái đó, những cái gì có thể nhân bản được, sẵn sàng nhân bản, chỉ cần các thầy cô gõ cửa là sẽ có. Rồi, tiếp theo ạ, xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ. Không có câu hỏi là ban tổ chức tắt mất phòng Zoom đấy ạ. Chứ rồi, cô Na ơi, chắc là cho Mẫn chia sẻ một chút cái này nữa, rồi chắc là Mẫn sẽ xin phép Mẫn để Mẫn có một cái chuẩn bị cho ngày mai. Cái chương trình cho ngày mai. Dạ. Dạ rồi, chắc là còn lại khoảng Mẫn thấy còn 100+ cái thầy cô ở đây. Thì mình chỉ có mình muốn chia sẻ một cái điều này. Có một điều mà Mẫn có quan sát thấy á, làm cách nào để mình trăn trở là mình yêu một cái điều gì đó là rất là khó, thưa thầy cô, rất là khó. Thì đối với bộ sách Gieo hạt vị nhân á, thì Mẫn thấy rằng là ngay từ những thời điểm đầu tiên á, là những cái trang giấy màu vàng A4 ghép lại vậy đó, từ cái giai đoạn đó cho đến bây giờ nó là cả một tiến trình. Thì với Mẫn cũng vậy, thì việc kể cho các con nghe một câu chuyện nào đó trong cuốn sách này thì Mẫn rất là muốn là các thầy cô ở đây, những người ngồi ở đây, bắt đầu chính mình hãy kể nó nhiều hơn cho chính mình, tức là mình hãy khoan vội đem nó đến cho một ai đó và hãy cảm nhận chính từ bên trong của mình nhiều hơn. Bởi vì có một số lần Mẫn được nghe một số anh chị chia sẻ là mình đang vẫn đang bị là đọc truyện chứ mình không có thể kể được, và như vậy thì mình uổng quá, mình không có lan tỏa được cho các con nhiều. Các con mất cái cơ hội cảm nhận đó, thì bởi vì đôi khi các con cảm thấy nó chán quá. Tại vì thì bây giờ mình hãy nỗ lực là ở cái câu chuyện đầu tiên là hãy tập trung về cho chính mình trước, giống như chia sẻ của cô Duyên nói vậy, tập trung về cho chính mình trước. Thì có một cái cách đơn giản mà nghĩ rằng là hãy thử cứ thực tập thôi, đó là đọc nó và kể cho mình nghe.
Chỉ vậy thôi. Thì Mẫn nói cái thông điệp này bởi vì Mẫn thấy là có rất nhiều thầy cô ở trong trường, cũng có nhiều người mình quen biết, thì các bạn ấy thực tập cái điều này là rất hiệu quả. Rất hiệu quả. Tức là cứ thử đọc và thử kể cho chính mình trước, cảm nhận thực sự cái bằng trái tim của mình á, nó khó lắm á, nhưng mà hãy cảm nhận nó, thì dần dần tự nhiên khi mình mang cái điều đó đến cho các con, cho đến một cái bạn nhỏ nào đó, thì mình có một cái năng lượng nó lớn lắm, cả nhà sẽ vượt qua được những cái chướng ngại ở bên ngoài, dẫu cho lúc đó mình cảm thấy quê hay cảm thấy gì không biết, cái ngượng ngùng hay cảm thấy bị chặn đứng nguồn năng lượng gì đó, nhưng mà không, nó vượt qua hết và tự nhiên các con rất là thích. Thì Mẫn muốn nói cái điều này để cho tất cả các thầy cô, các anh chị hãy quay về chăm sóc những câu chuyện này cho chính mình. Sẽ có rất nhiều điều thú vị trong đó. Dạ rồi, xin cảm ơn cô Na, cảm ơn tất cả các thầy cô. Và chắc là chúc cho tất cả các thầy cô, chúc cho các con, các bạn nhỏ đang có mặt ở đây luôn luôn dành trọn yêu thương cho mình và chia sẻ đến cho các bạn nhỏ ở một cái kỳ vùng cao. Chuẩn bị thẳng tiến. Xin cảm ơn. Con xin chào cả nhà. Cảm ơn thầy Mẫn rất là nhiều. Chúng ta cùng nở hoa cho thầy Mẫn ạ. Rồi. Thế nên thầy Mẫn đã tới cùng với hành trình văn hóa vùng cao và hy vọng được đồng hành cùng với thầy Mẫn trong rất là nhiều những hành trình khác ạ. Rồi, cảm ơn bạn Mẫn Nhi. Chúc bạn Mẫn Nhi ngủ ngon. Các thầy cô ơi, chúng ta còn câu hỏi nào dành cho bé Na hoặc là dành riêng cho thầy Mẫn thì cũng có thể là gửi để em sẽ nhắn nhủ, em sẽ nhắn cho thầy Mẫn thì thầy Mẫn sẽ trả lời cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục ha, còn điều gì mà vướng mắc hoặc là chúng ta muốn hỏi đáp thêm, làm rõ thêm vấn đề gì xoay quanh cái chủ đề ngày hôm nay ạ. Dạ, thầy cô nào mà có việc chúng ta vẫn nghỉ đi ạ, mình hết giờ rồi, đây là giờ dành cho hỏi đáp thôi ạ. Rồi em sẽ có 5 tiếng đếm ha. Nếu như mà chúng ta không có câu hỏi đáp thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ cam kết thực hành nó. Và trong quá trình thực hành nếu có thì sẽ hỏi đáp thêm. Dạ, xin mời thầy Phú ạ. Em thấy thầy Phú có giơ tay ạ. Màn hình của thầy Phú, sương mù ở thầy. Xin chào cả nhà. Màn hình máy tính cũ mình lắp cặp rồi nhưng đang để chỗ sao á, chưa tiện đi lấy. Dạ vâng ạ. Xin chia sẻ chỗ cô Duyên Nguyễn vừa hỏi làm sao đưa được cái câu chuyện vào trong tiết học của mình, thì mình có lấy kinh nghiệm mình một chút đấy, mình đưa vào, có thể đưa vào giờ sinh hoạt, mình tổ chức một cái, kể một câu chuyện như mình đã từng, mình thì không giáo viên chủ nhiệm nhưng mà được hai cô giáo đặt hàng để kể hai câu chuyện rồi trong giờ sinh hoạt. Hai lần kể chuyện với mình, thỉnh thoảng mình dạy toán ấy, thì mình tìm câu chuyện liên quan đến toán của các nhà toán học, như có câu chuyện trái bưởi dưới hố sâu kể nhà toán học Lương Thế Vinh ấy. Thì mình cũng kể trong cái tiết toán của mình, những người lồng ghép thì các cô tùy vào cái môn của mình có thể chọn lồng ghép. Ban đầu mình có thể làm ngắn ít thôi, thì có thể chọn cái mà nó gần lĩnh vực mình nó đam mê thì mình kể nó dễ hấp dẫn hơn. Thì cái tiết sinh hoạt thì mình hay kể về một chuyện, đó là câu chuyện về ước mơ, thì chủ đề ước mơ đó là của Neil Armstrong ấy. Mà một câu chuyện về kể về cái lòng kiên trì để giúp các em có lòng kiên nhẫn, đó là cái chuyện đó là quả trứng của tự nhiên đấy, quả trứng của vẽ quả trứng nhé, 3 năm liền thì vẽ một quả trứng nhé. Thì đấy thì các thầy cô để lựa chọn trong tiết sinh hoạt của mình hay là cái bộ môn của mình chọn ấy. Những cái nhân vật như là dạy lịch sử thì có rất nhiều trong câu chuyện vĩ nhân này, các lĩnh vực khác cũng có. Mình xin chia sẻ một chút cái ứng dụng thực tế của mình như vậy. Xin hết ạ. Em cảm ơn thầy Phú ạ, nở hoa cho thầy Phú ạ. Là thầy Phú cũng là một cộng sự của dự án văn hóa đọc Việt Nam và thầy cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái nội dung và ứng dụng vào trong trường học của mình, và những cái đó là những cái thực chứng đấy ạ, ví dụ thực tế luôn. Và các thầy có biết không, để mà thực ra chúng ta không cần phải trong tiết học đọc sách đâu, trong cái môn học của mình chúng ta vẫn có thể đưa trò chơi, đưa hoạt động sáng tạo vào trong bất kỳ môn học nào mà, đúng không? Hay là muốn đọc sách thì có thể chọn một giờ trong lớp học và
Con người ta có một cái xu hướng là rất thích nghe kể chuyện hoặc là hóng drama ấy ạ. Chúng ta biến những cái cuốn sách đó có những cái câu chuyện đó chúng ta kể một cách hài hước lên. Bình thường chúng ta nói là nay vào lớp chúng ta học đọc sách nha, nhưng mà không vui được. Ê nói nghe này, vào đây hóng chuyện này cho mà nghe hot lắm, kiểu hóng drama thì rất là thích, rất là muốn nghe, dành nhiều thời gian hơn cũng nghe, đúng không ạ? Dạ. Có thêm một câu hỏi là làm cách nào để từ 30 tuổi xuống 3 tuổi? Dạ của thầy Doãn Hữu Trung đúng không ạ? Dạ thầy Doãn Trung Trải. Dạ vâng, từ 30 tuổi đến xuống còn 3 tuổi thì bước thứ nhất là xóa cái tên 30 tuổi của mình đi. Bước thứ hai là viết lại tên 3 tuổi. Bước thứ ba là làm xong hai bước thứ nhất thì sẽ giới thiệu tiếp. Dạ. Em nhận thêm một câu hỏi là cuối giờ em có cho học sinh nghe video nhưng học sinh không nhiều hứng thú. Trước tiên thì cô có xem cái video đó trước chưa ạ? Nếu như dạ. Nếu như mà cô xem, cô Duy Nguyễn còn đây không ạ? Cô Duy Nguyễn để mở mic để em tương tác với cô Duy Nguyễn ạ. Dạ đây em có thấy, cô Duy Nguyễn có thể mở mic ha. Dạ rồi ạ. Cô cho em hỏi là cô muốn đưa video vào, vậy cô cảm nhận sâu sắc về cái video đó chưa ạ? Mình cũng chỉ là mình tải xuống và cũng xem vài lần, nhưng mà sau đó mình muốn giới thiệu cho học sinh xem. Dạ. Tải xuống và xem vài lần. Cái có một cái câu mà em hay nhắc đó là chúng ta chỉ có thể cho người khác thứ gì mà chúng ta có. Khi mà chúng ta muốn đưa một cái gì đó vào, đặc biệt là những công cụ hỗ trợ, chúng ta phải cảm nhận thật sự sâu sắc về cái công cụ đó. Nó có phù hợp trong cái giờ chúng ta chia sẻ hay không? Phù hợp từ nội dung này, phù hợp cho tới hình thức này, phù hợp cho tới độ dài này, phù hợp cho tới những cái chủ đề, những cái thông tin có chính xác hay không? Và phù hợp vào thời điểm nữa. Và những cái buổi mà chúng ta thấy vô tình một cái video rất là hay, rất là cảm xúc, rất là xúc động, nhưng mà trước đó chúng ta đang để cái năng lượng của các bạn lên cao quá, đang đẩy hứng thú lên để phi ra ngoài để chơi trò chơi tương tác ấy, và bây giờ chúng ta lại đưa vào một cái video sâu lắng, biết ơn mẹ, biết ơn trái đất hay cái gì đó thì nó không phù hợp cho lắm. Hoặc là đang trong cái lúc mà chúng ta sâu lắng, chúng ta lại đưa vào một cái video kích động năng lượng thì nó cũng không phù hợp. Nên cái yếu tố phù hợp cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng khi mà chúng ta đã cảm nhận được cái video đó rồi ha. Đó, và cái thời lượng, thời gian chúng ta cảm nhận và phản ứng khi mà học sinh xem video đó. Và nếu như mình đã chắc chắn những cái bước trên mình đã hoàn thành rồi thì mình cứ mạnh dạn đưa vào. Một bạn cảm nhận được hay hai bạn cảm nhận được không sao, miễn là ít nhất bản thân chúng ta đã bằng lòng với chúng ta trong cái buổi ngày hôm đó, chúng ta truyền tải một cái thông điệp. Có một hai bạn cũng cảm nhận được cái thông điệp đó thì càng tốt. Còn những bạn khác có thể là chưa đủ nhân duyên để cảm nhận nó, thì chúng ta kiên trì làm cái việc đó thì chúng ta có thể dùng nhiều hình thức khác, chọn thêm nhiều video. Và đặc biệt các bạn nhỏ ấy, thì sẽ chọn những cái video phù hợp với các bạn nhé nha. Chúng ta phải đóng vai ấy. Ví dụ như vừa rồi hỏi là tại sao là phải 3 tuổi, bởi vì chúng ta phải hoán đổi vị trí. Các con trong cái thời điểm đó các con muốn xem cái gì, chứ không phải là chúng ta muốn xem cái gì và chúng ta đưa vào cho các bạn ý cái gì. Đó. Nên là nhiều khi á, chúng ta còn phải là chơi các cái trò chơi điện tử như là Liên Minh rồi là cái gì gì đó trên mạng với các bạn ý, thâm nhập vào thế giới top top xem các bạn ý xem những cái gì. Chúng ta phải có cái sự đồng cảm sâu sắc như thế thì chúng ta mới biết. Còn nếu mà không, chúng ta không ở vào vai trò của các bạn ý, làm sao chúng ta biết là chơi game không tốt? Ủa mà các bạn thấy tốt mà, các bạn thấy vui mà. Chúng ta không hoán đổi cái vị trí đó thì chúng ta sẽ bằng cái mà chúng ta đưa vào cái mà chúng ta muốn thôi, chứ không phải là cái mà các bạn ý muốn. Đó, bản thân em không bao giờ thích chơi game, chưa bao giờ chơi game, nhưng mà đã từng phải trải nghiệm game. Bởi vì là các bạn học sinh giao tiếp bằng ngôn ngữ của các nhân vật lứa tuổi mầm non ấy, bằng các nhân vật trong game hay trong truyện tranh hay là trong phim hoạt hình gì đó, thì mình phải có cái ngôn ngữ đó thì mới giao tiếp được với các bạn ý. Nên chúng ta cũng phải hoán đổi cái vị trí thì mới có thể đưa vào cho các con hứng thú cô ha. Dạ, em cảm ơn cô. Cảm ơn cô Na. Dạ. Rồi, các thầy cô ơi, 133 thành viên không biết đang ở đây hay mở mic vào nhưng mà quên ra, nó vẫn cứ ở đây. Chúng ta xem có còn câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu có, chúng ta ấn nút right hand ha. Thì em sẽ đếm từ 1 đến 5. Nếu không có thì ban tổ chức sẽ tắt luôn ạ. 5
Bảo đếm từ 1 đến 5 nhưng đếm 5 đến 1 cơ. 4 3 2 à, may quá. Suýt thì tắt Zoom. Dạ, xin chào cô Thùy, cảm ơn cô. Dạ, cô Thùy có thể mở mic lên để đặt câu hỏi cô ha. Dạ, chào chị Bé Na, 3 tuổi. Chào cả nhà. Em cũng tính không hỏi nhưng mà không ai hỏi nên thôi hỏi. Em có đọc chuyện Dư Hà cùng Mỹ Nhân ấy, thì em muốn hỏi là có cái cách nào mình đọc cho nó đọc cho mình đọc là mình đọc xong mình hiểu như là cách mà anh thầy Mẫn hồi nãy có chia sẻ. Nhưng mà kiểu như mà em kể cho ví dụ như bé nhà em, bé cháu nhà em á, thì em kể cho bạn nghe nhiều rồi thì bạn có cái khả năng lắng nghe. Nhưng mà ví dụ như mình kể cho một bạn nhỏ mới và các bạn thì những cái chuyện đó các bạn không có hứng thú lắm, bởi vì nó khó, nhiều cái nó khó hiểu. Thì như vậy không biết có cách nào mà để mình kể cho nó hứng thú hơn đối với chuyện Dư Hà cùng Mỹ Nhân không ạ? Dạ, em cảm ơn cô. Cô cho em hỏi là cái bé mà cô đọc sách Dư Hà cùng Vĩ Nhân cho bạn mấy tuổi ạ? À? Dạ, bé cháu của em cũng mình thì 6 tuổi. Còn các bạn kia thì cũng có những bạn 6 tuổi, dưới 6 tuổi cũng có, mà bạn cấp tiểu học cũng có. Nhưng mà cái dạng sách đó thì nó hơi các bạn nghe, khó hiểu. Dạ, em cảm ơn cô. Đấy. Bước thứ nhất, không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bộ sách Dư Hà cùng Vĩ Nhân thường phù hợp với lứa tuổi 8 cộng. Và sách Dư Hà cùng Vĩ Nhân nó giống như giáo trình ý. Có nghĩa là không phải là cuốn sách mà các bạn tự mở ra, các bạn đọc hoặc là nghe người khác đọc thôi, mà nó thú vị. Chính vì thế nên chúng em mới phải mở ra những lớp dạy đọc sách, mở ra những lớp đọc sách cho các con nghe. Thì chứ còn nếu mà chúng ta chỉ coi bộ sách Dư Hà cùng Vĩ Nhân như những cuốn truyện, những cuốn sách truyện tranh thông thường mở ra là đọc, thì trừ khi bạn đó là một bạn có một cái năng lực đọc rất là tốt, bạn yêu sách, bạn đó đã có cái khả năng đó, và khả năng đó cũng là do gia đình, do thầy cô giáo xung quanh nuôi dưỡng được đó mà thành, chứ không phải bộ sách Dư Hà cùng Vĩ Nhân là bộ sách mà chúng ta có thể dễ dàng như giống như bộ thơ vừa rồi của bé Lê Quốc Triều đã từng là thầy Minh Nhiệm ấy. Thì đó, chúng ta đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ha. Hướng dẫn sử dụng thì có được gửi trên chat rồi. Và khi mà chúng ta đọc á, và tùy từng độ tuổi, sách Dư Hà cùng Vĩ Nhân sẽ viết đúc kết lại những tích truyện. Và trong sách cũng có những cái câu hỏi tư duy. Trong những câu hỏi tư duy đó là những câu hỏi đang ở top trung bình hoặc top khó. Thế thì cái cách chúng ta đặt câu hỏi trước là gì? Khi mà đã đọc câu chuyện đó, bản thân người đọc phải là một người cảm nhận thật sâu sắc câu chuyện đó trước, tự tìm hiểu về câu chuyện đó, cái bối cảnh cũng như vĩ nhân được nói tới. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng những câu hỏi để làm... để gây hứng thú với và các con, những cái bước mà chúng ta gây hứng thú với con khi mà đọc sách này, rồi những câu hỏi để các bạn hiểu yếu tố trong bài này, rồi sau đó mới tới dần dần những câu hỏi tư duy có trong sách, chứ chúng ta không vội chỉ đọc cái cuốn sách đó đúng như nội dung nó đưa ra và hỏi các câu hỏi tư duy, nhiều khi hỏi mình còn không trả lời được, chứ đừng nói gì đến các bạn, và đặc biệt là các bạn không nằm trong cái độ tuổi phù hợp đó. Còn nếu như chúng ta vẫn muốn ứng dụng sách Dư Hà cùng Vĩ Nhân vào các độ tuổi nhỏ hơn, chúng ta sẽ chuyển thể sang nó sang thành những câu chuyện. Ví dụ như các bạn nhỏ đúng không? Đọc một câu chuyện về quả ớt và bài học nghị lực chẳng hạn. Chúng ta không mở sách ra mà đọc một cách thông thường nữa. Chúng ta đã đọc được câu chuyện đó rồi, bây giờ chúng ta kể lại. Em đó sẽ cầm một vài quả ớt lên, có thể đóng kịch cho các con nghe về cái nội dung như câu chuyện đó. Chúng ta tự phóng tác thêm những nội dung khác cho các bạn ăn thử chẳng hạn. Đó, xong rồi sẽ kể bằng cái ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ phù hợp với cái lứa tuổi học sinh đó. Không phải từng câu từng chữ trong câu chuyện. Một quả ớt màu đỏ này, không biết ăn quả ớt này sẽ như thế nào ta? Ăn thử luôn, sau đó là khi mà các bạn ý ăn thử, nếm thử rồi, con cảm thấy như thế nào? Có một vĩ nhân đã dùng cái vị cay của quả ớt đó để thử thách chính mình bằng cách gì nhỉ? Chúng ta thử đọc nhé, thử xem trong này nhé. Đó, chúng ta sẽ dẫn dắt bằng những cái ngôn ngữ của riêng mình với những cái lứa tuổi nhỏ hơn, chứ không phải là mở sách ra đọc. Nên là đó sẽ là một cái bộ giáo cụ khi mà chúng ta đã được học cách sử dụng nó. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô Na. Dạ. Rồi ạ, tiếp theo ạ, em xin mời
Có thầy cô giáo nào không? Không, em lại đếm tiếp bây giờ này. Cứ ở đây chơi trốn tìm thế này. Vác cô Na về nhà là nhanh nhất không? Vác cô Na về một nhà thì các nhà khác làm sao bây giờ? Nên là nhân bản lên. Đừng vác, tội em. Dạ, không thấy câu hỏi đếm ha. 5 4 3 2 1 Chúc các thầy cô ngủ ngon. Dạ, em xin phép mở một cái bài nhạc cuối cùng dành tặng cho các thầy cô trước khi mà chúng ta rời phòng Zoom. Chúc các thầy cô ngủ ngon ha. Hy vọng là sẽ được gặp mặt bằng tai bằng mắt thân thiện với cả các thầy cô khi mà chúng ta đã có mặt với nhau tại những điểm trường mà em sẽ lưu tới ạ. Rồi, em sẽ mở một bài nhạc và mời các thầy cô cùng nghe. Hãy đọc sách đi các bạn nha. Xin chào, tạm biệt cả lớp ạ. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các bé đã hiện diện trong ngày hôm nay. Bye bye, hẹn gặp lại ạ. Dạ, xin chào các thầy cô ạ. Xin chào cả nhà. Xin chào các